Ok Rồi thì hôm nay giới thiệu cho mọi người cái phần tiếp theo nha, là cái thằng phần thứ ba này, thì hướng dẫn cho mọi người cách tạo một cái web project, và mình sẽ có template luôn, mình có sẽ có những cái layout ấy, và làm sao mình phân các trang ra và mình sẽ có một cái trang web như bình thường. Ví dụ như này đi, nó sẽ ví dụ một cái trang web như thế này đi chẳng hạn đi, đó thì tất cả mọi thứ mình sẽ có từng page một, cách sử dụng HTML ra làm sao nha. Thì mình bắt đầu nha. Cái đầu tiên là mình sẽ ở mở cái terminal, cái terminal đấy nha. Rồi cái này có chuẩn bị trước rồi nhưng mà sẽ chẳng quay đổi lên từ kia rồi. hả? Quay là từ kia. Thôi không sao đâu, cả đi. Rồi thì bắt đầu một cái project thì mình cũng bình thường thôi, mình sẽ tạo một cái tên của cái project đúng không? À hơi nhỏ đúng không? Mọi người nhìn không rõ đúng không? Đây đây đây, cho nó ấy lại. Rồi ok, sẽ tạo to này nha. Thì đầu tiên mình sẽ tạo cái tên project thôi. Section 3 đi. Ok chưa? Rồi mình sẽ có cái section 3. Lúc này trong cái section 3 của mọi người nha thì chưa có gì cả. Lúc này mình sẽ phải tạo một cái project mới thì vẫn như bình thường thôi nha. Lúc này mọi người đã, nếu mà ai chưa có cài Yarn ấy thì mình sẽ install Yarn trừ G hoặc là như thế này cũng được. Yarn cũng được nha. Sau khi install xong mình sẽ có Yarn ở dưới dạng global. Mình có thể dùng bất cứ chỗ nào nha. Thì Yarn I need, mình sẽ tạo một cái project mới, tên project thì nó đây là cái chỗ này nó sạc nha. Nếu mình không biết lại ấy, thì nó mặc định lấy cái này luôn, là lấy cái tên thư mục ấy, version 1.0 luôn. Decryption thì mình sẽ là Node.js. Anh dùng cái git pass nó không có edit được. Và cái git pass này nó báo lỗi sao? Báo lỗi gì nó answer À đâu. rồi Là không ok có edit được. rồi ok nếu mà không ai lấy được thì mình chỉ chép cái mình chỉ tạo tiếp dẫn bảo trì cho cách mình tạo một cái file như thế nào. Thực ra đây đang tạo Không, cái file mình package ra. dùng comment của hệ thống thì quốc được. À rồi ok, thì mình cái này chỉ tạo ra cái file package chấm json chứ không có gì hết đâu đó. Đúng rồi, cái này. Thì ví dụ như file app .js đi, là cái file start của mình ấy đó. Rồi bỏ qua cái này, cái author dương đi, license đi. Thì lúc này mình có thể xem lại này. Đó, nó sẽ tạo ra một cái file package.json này. Đó, thấy không? Đấy không? Nó sẽ tạo ra một cái file package.json. Thì cái file của mình ấy, cái file chạy của mình, file main của mình ấy là file app.js đúng không? Thì lúc này mình sẽ tạo ra một cái file app.js. App.js, rồi ok. Thì sau khi mình xem lại cấu trúc mình sẽ thấy là có một cái file package là cái file config. Cái này ấy, thì cái file định nghĩa cái project của mình thôi, file configuration ấy. Còn cái này là cái thằng app.js là cái file main của mình. Nó là cái file định nghĩa. Rồi đúng rồi, anh có Ủa, thể hình dung như thế được. Pizza này là dùng cho thằng Node.js hả? Đúng rồi anh, nó là cái hàng Package Manager ấy. Không chỉ dùng cho Node.js hả? Đúng rồi anh, hiện tại chỉ dùng cho Node.js thôi. Rồi sau khi mình vậy mình sẽ có hai cái này đúng không? Thì mình hình dung là trong cái project của mình trước em có nói rồi ấy, thì theo cái cấu trúc của mình sẽ có một cái thứ mà gọi là controller đi, để mình chứa những cái file controller của mình, đúng chưa? Thì lúc này mình sẽ tạo ra một cái thư mục là controller. Đó, rồi mình xem lại cấu trúc nha. Rồi thì mình sẽ có những cái gọi là cái view chẳng hạn đi, để mình chứa những cái view của mình, chứa những file HTML ấy, đúng không? Đó. Rồi thế nhưng mà mình cần phải config lại những cái hàng route mapping nhớ không? Từ cái URL nào qua cái controller nào, cái hàng nào xử lý ấy. Thì bây giờ mình sẽ tạo thêm một cái nữa đi. Route để mình định nghĩa những cái hàng route của mình ấy. Đó, thế cho nó dễ. Vậy thì bây giờ hình dung cái trang đầu tiên của mình là trang index. Thì mình sẽ làm như thế này. Mình sẽ tạo ra một cái file gọi là cái file home controller đi, cái file home. Là trang home nha. Thì mình sẽ tạo ra một cái trang home controller này, cái file home controller này. Vẫn như bình thường thôi nha. Controller home controller
Thì để cái mục đích của mình ấy là để lát nữa mình xử lý cái thằng trang home ở trong cái thằng controller home, ok chưa? Rồi. Rồi ok, để đó mình cứ để đó, sau bây giờ mình xử lý tiếp này. Mình trang view của mình ấy thì mình sẽ có một cái là home view. À, một cái view là home đúng không? Để mình chứa cái file HTML, mình định nghĩa những cái HTML trong của mình trong đấy nha. Thì lúc này mình sẽ tạo ra một cái file là home chấm bình thường HTML cũng được nha. Thế nhưng mà mình cứ đặt cái đuôi của nó là như này đi, tí giải thích cho mọi người sau. Rồi ok chưa? Xem lại cấu trúc của mình. Rồi ok. Thì bây giờ mình bắt đầu bắt đầu làm cái dự án của mình này. À thôi bây giờ khỏi comment like để mở cái Visual Studio Code cho mọi người dễ nhìn nha. Đó, thì chờ xíu để cho mọi người dễ hình dung hơn. Đó, open này. Đây. Rồi, đây là cái cấu trúc của mình này. Bỏ cái cam này đi. Controller, đây là cái home controller này. Cái file app của mình là chưa có gì, mình chưa biết gì này. Thì như hôm trước mình nói mình đang sử dụng cái thư viện là Node, mình đang sử dụng là chất trang làm sao để cho nó to nhỉ. À rồi, đây, mọi người thấy không? Mình đang sử dụng cái hàng là Express Framework đúng không? Rồi, thì bây giờ mình sẽ như vậy ấy, thì cái việc đầu tiên là mình phải cài cái hàng đấy. Rồi, cho mình sửa cái chó này ra cho dễ. Infrastructure là nó cái database hả? Hay là... Không, nó là cái framework để giúp mình develop những cái hàng web page dễ hơn. Cái web, Node.js web thì dễ hơn. Ví dụ như là, giống như anh hình dung, giống như cái hàng Spring MVC ấy. Đó, nó cung cấp cho mình những cái thư viện để mình định nghĩa cái route hay định nghĩa tất cả những cái khác nữa. Đó. Rồi, ok, thì khi mà mình... Như vậy có nghĩa là mình phải cài đặt cái thằng Express Framework trước đúng không? Mình sẽ đặt ra add cái Express. Đó. Mình dùng cái gì thì mình cứ làm như vậy trước đã. Rồi, thì bây giờ mình muốn là sau khi mình làm xong mình không có restart server thì mình sẽ cài thêm cái thằng Nodemon đúng không? À, cái dạng dev thôi. Không có cần phải deploy, không cần phải add lên. Rồi. Cái này cái watching file thôi, sau khi xong nó sẽ restart server cho mình. Rồi, thì lúc này mình đã cài được cái thằng, rồi mình sẽ xem lại cái file, review lại cái file package nha. Cái package này nó sẽ có một cái express, đây là cái library của mình đúng không? Rồi cái thằng Nodemon để mình watch file restart server. Lúc này mình sẽ có cái thằng express. Rồi thì lúc này mình sẽ require cái thằng thư viện express vô đúng không? Đó. Rồi lúc này mình sẽ có một cái app. App là cái app chính của mình, app tổng của mình ấy. Cái gì ạ? À, mình sẽ new một cái app. App cái này dạng Express Framework nha. Đúng không? Thì mình cứ bình thường này app.listen một cái port nào đó thôi, mình định nghĩa cái port ở trên này đó nha. Con port bằng 3000 đi, 8080 đi đúng không? Rồi ok nha. Thì mình listen cái port đấy. Mình nghe cái port này sau khi mà mình start thành công ấy thì mình sẽ show log ra, mình sẽ cái hàng server is running at HTTP hay cái port của mình. Ok chưa? Thì tại sao lại dùng cái này nha? Thì bình thường chỉ thêm cho mọi người một cái là bình thường mình sẽ có một cái như thế này. My string bằng http 2.0.2.0. Đáng lẽ mình như thế này, 2 chấm này đúng không? Mình phải cộng cái port như thế này. Đúng chưa? Đó. Thế nhưng mà ở cái thằng JavaScript ES6 này, ES6 này thì không cần. Mình không cần viết như này. Mình thay cái dấu nháy đơn này này, thay dấu nháy đơn này này bằng cái dấu này. Đó, ok chưa? Cái dấu viền đấy, dấu viền mà ở dấu ngã đấy, nó cùng dấu ngã, chỉ cần ship ngã là được ấy. Xong rồi dùng cái này $ đúng không? Như vậy nó sẽ tự động nó bạt cho mình. Đây, cái này nó gọi là cái hàng template, cái string template nha. Thì mọi người lưu ý chỗ này, cái string template rất là lợi hại.
Đôi khi trong trường hợp mình viết như này này, chẳng hạn như con name bằng đó, my name is, xong rồi my email, xong rồi cộng đúng không, xong rồi một cái name ở đây, xong rồi cộng với lại cái ví dụ string bằng này đấy, xong rồi cộng với lại and my email is đó, xong rồi cộng một cái email đúng không. Thì mình viết như này rất là cực, thì mình thay vì như viết như vậy thì mình chỉ sửa lại một xíu thôi đó. My name is name and my email is à, mọi người thấy không, cái này nó rất tiện hơn rất là nhiều, mình rất là dễ nhìn, không phải cộng chuỗi hay gì cả. Rồi ví dụ như mọi người muốn trong cái chuỗi của mình có xuống dòng ấy, thì cần enter xuống dòng như này được rồi, enter xuống dòng, ok chưa, tab tab này vào thì nó dễ nhìn đó. Thế là xuống dòng thì mọi người không cần phải xuyệt n như này nữa để xuống dòng, không cần, kể như này thôi, hiểu chưa. À, thì thực tế chỗ này rồi, ok, vậy cái chỗ này của mình ấy là server is running at cái port này hả, không cần chấm phẩy luôn, ok nha. Thì bây giờ mình mới chạy này, à, lúc này mình sẽ chơi node app đúng không. Đó, ok chưa. À, bây giờ mới mình mở node mon đúng không, để sau khi mình sửa đúng không, thì mỗi lần mình làm như vậy mình sẽ phải gõ cái node mon đúng không. Thì bây giờ mình sẽ có một cái như thế này, trong này nó sẽ có một cái, đó là trong cái hàng gian, ví dụ như là mình thêm một cái hàng node mon này này, xong mình thêm một cái biến môi trường nữa, trừ cái một, những cái parameter đó gì khác ấy, thì mỗi lần làm như vậy mình phải gõ rất là dài dòng đúng không. Mình sẽ có một cái thằng này trong cái thằng packet, mình quay lại cái thằng packet, mình review lại packet, thì trong cái này nó sẽ có một cái đó là cái script đó. Trong cái script này mình định nghĩa là dep, nếu mà dep ấy thì mình sẽ gọi là node mon, rồi à, cái gì nhỉ, app.js đúng không. Còn nếu mà mình nếu mà chạy dưới dạng production ấy thì mình sẽ gọi là node app.js thôi, thế thôi. Tức là cái, nếu mình chạy production thì mình không cần phải watch cái file thay đổi gì đúng không. Thì mình sẽ quay lại cái này, mình chỉ cần gọi cái này gian dev à, thì sẽ tự động nó sẽ gọi cái chạy cái comment đó cho mình, mình hiểu không. Ok chưa. Thì cái mục đích sâu xa hơn nữa thì đối với một tí nữa mọi người sẽ thấy hơn, nhưng mà đại khái là nó sẽ thay thế những cái comment cho mình gọi ngắn hơn đúng không. Thì mình sẽ là gian production đó, thì như này thì sẽ chạy production à, bởi vì nó trùng với cái keyword của nó đấy, nó trùng với keyword product biết này thôi, nó trùng với keyword nên là nó đó là nó sẽ tự động nó chạy cái này, mọi người thấy không, hai kết quả nó như nhau, chạy cái comment như nhau. Vậy là bây giờ mình thống nhất mình sẽ dùng cái này nha, đó dev là watch, ok chưa. Rồi quay lại cái app của mình, thì ở đây ấy mình sẽ định nghĩa cái server chạy như này rồi, thì lúc này mình sẽ quan tâm là à bây giờ mình sẽ phải gọi, mình có một cái thằng hello controller đúng không, và mình định nghĩa cái route. Vậy mình định nghĩa cái route ở đâu, hồi nãy mình có một, à chưa có route, mình sẽ có một cái thư mục route đúng không. Đây mình xem này, mình sẽ có một cái thư mục route, lúc này mình định nghĩa là những cái request của mình sẽ gửi đâu đúng không. Lúc này mình sẽ làm là mình sẽ tạo ra một cái file là route route.js, chỗ này mình sẽ config tất cả những cái route của mình, ok chưa. Thì trong này ấy, route rồi, lúc này ấy mình sẽ vẫn là cái thằng express, mình vẫn dùng cái framework express mà, để định nghĩa cái route mình vẫn dùng framework express. Nhưng mà để định nghĩa router thì mình sẽ có một cái nó gọi là cái router express.router, đấy mình sẽ tạo một cái router như thế này. Rồi, làm như bình thường router get. Rồi, cái này là cái root của mình, cái root của mình đúng không? Cái root index ấy. Thì lúc này mình sẽ giao cho một cái thằng là cái hello controller đúng không? Hello controller xử lý. À home controller xử lý nhé, sorry, home controller và cái method là index luôn. Thì cái method ở đâu thì lúc này mình bắt buộc mình phải require cái thằng hello home controller vào. Đó. Require cái thằng home controller ở đâu nhỉ, thư mục
À, chấm chấm xuyệt, tức là nó ra ngoài nhé, controller, home controller, ok chưa? Rồi cái method là index đúng không? Mình chưa có cái method index. Thôi tạm thời như vậy á, mình định nghĩa sau nha. Thì lúc này mình phải export ra, export cái thằng router ra ngoài để ở bên cái thằng app mình require cái thằng này. Export thì đây cách mình import router. Rồi, tức là mình muốn sử dụng cái route ấy, ở ngoài thì mình phải export ra ngoài, hiểu không? Thì bây giờ mình sẽ ra ngoài cái thằng app. Vậy là trong này là bắt buộc là export, còn thì mình đi file kia mà khi mình require thì nó mới thấy hả? Đúng rồi, mình export thì require mới thấy. Nếu mà export mình không có require mình nếu mình không export thì ra mình require mình sẽ không thấy được. À. Nó sẽ là cái default luôn. Nó sẽ là cái default của nó luôn, một cái object default. À, nó không có gì cả, cái object không có gì cả. Lúc này mình sẽ có một cái route của mình, router của mình đúng không? Tại vì thường giống như là thầy trường giá mà require là nó đang nguyên cái file, nó quăng vô cái file này. Đúng rồi. Thế nhưng mà bây giờ mình định nghĩa là à, mình require mình muốn export ra cái gì? Thì tí mọi người xem nha, tí cho mọi người xem comment này nha. Comment cái này lại nha. Thì mình sẽ require cái thằng này, require ở trong cái mục route đúng không? Rồi. Cái route ok chưa? Thì lúc này mình sẽ cần console log cái thằng route ra. Router đúng không? Ok chưa? Nếu mà mình không có export thì cái chuyện gì xảy ra nha? Nếu mình không export thì chuyện gì xảy ra? Đây. Rồi. Thế này. Rồi ok, từ từ. Bởi vì cái chỗ này nó lỗi, từ từ bỏ cái này comment tạm này tại vì mình chưa có định nghĩa index đấy, hiểu không? Rồi nó sẽ bị lỗi rồi, ok. Vs. Rồi thấy không? Cái router thấy không? Nó chỉ là một cái object bình thường thôi. Nó trong đấy nó không có gì cả. Mình đang cái require một cái file JS mà nó chỉ trả vào cái object bình thường. Ok chưa? Thì bây giờ mình muốn dùng cái gì thì mình phải export cái đó ra. Thì trong trường hợp này mình muốn dùng cái router mình phải export cái router ra đúng chưa? Bên thằng bên này là nó hiểu là một cái require là một object đúng không? Chứ không phải là require. À đúng rồi, nó là một cái object ở trong này nhưng mà trong này chưa có export cái gì ra. Nên là nó không có gì cả. Đây là nó chính là cái này này. Đây chính là cái này này. Mình hiểu không? Đó. Rồi thì ra cái hàng app này nha. Thì lúc này mình require cái hàng router thì lúc này mình sẽ định nghĩa cái hàng router này thì cái hàng app.use. Tức là mình muốn tất cả những cái đường dẫn này nó sẽ đưa cho cái hàng router này. Hiểu chưa? Thì trong cái router này mình định nghĩa rất là nhiều cái ở trong này đều được hết. Router.get. Rồi ABC gì đó ở đây đúng chưa? Thì ở ngoài nó sẽ nhận là cái này cộng với cái này nữa, hiểu chưa? Nếu mà giả sử mình không có muốn cái thằng mình bắt đầu bằng cái root đấy thì mình có thể bắt đầu bằng my app chẳng hạn đi, thì trong đó nó sẽ thành là như này, duyệt my app đúng chưa, rồi duyệt cái thằng ở trong này, mọi hiểu chưa? Đó thì ví dụ như là mình muốn chia ra là cái thằng app.use API thì mình sẽ đưa cái thằng API router đúng không? Đó thì mọi người thấy nó sẽ rõ ràng chưa? Tức là cái cấu trúc của mình nó chỉ có hai cái này thôi. Cái hai cái API chính ấy là hai cái này thôi. Hoặc là app.use.admin router. Đúng chưa? Thì cái cấu trúc của mình rất là rõ ràng ở ngoài app ở ngoài ấy, mình nhìn vô mình có thể hiểu ngay. Đó là tôi có một cái router là toàn bộ những cái root và cái gì đó. Sau đó là API và tôi sẽ API router mình định nghĩa ở ba cái file khác nhau. Đó. Nó sẽ là rõ ràng đúng chưa? Thì bây giờ mình sẽ vào cái router, mình sẽ định nghĩa này, quay lại cái này là mình sẽ đưa cái thằng get này và đưa cho cái thằng này để xử lý thằng home controller và cái method index để xử lý đúng không? Mình vào trong này, mình vào cái thằng home controller và mình sẽ tạo ra một cái thằng cái hàm là get index. À, rồi thì lúc luôn luôn có là request và response, mọi người nhớ không? Rồi thì chỗ này mình phải export ra, export cái thằng get index bằng cái hàm đấy. Tức là mẹ. À bởi vì em trong đấy ấy, là em export một cái thì nó giống nhau à. Đó. Thực ra em export như thế này cũng được à. Em cái này em chỉ có export một cái thôi nha. Em chỉ có export một cái. Đúng rồi. Thì nó giống như là cái việc export default. Nhưng mà cái này em chỉ export một cái thôi. Có một cái duy nhất à. Nghe hiểu không? Em dùng cái mô import.
À đúng rồi. Thì nó tương ứng với việc như này. Nếu mà em dùng export như này. Export.router đúng không? Bằng router này đúng không? Thì ra ngoài em phải làm như thế này. Require router thì lúc này em phải là router.router. Anh hiểu không? Là cái object cái router. Còn nếu mà em không ấy thì cái object ấy là cái object router luôn. Nếu mà em mô luôn export, export một cái này thôi ấy. Bằng như này ấy, thì tức là cái object đấy là cái router này luôn. Là cái này luôn. Còn trong trường hợp kia ấy, thì em phải là cái object đấy, trong object đấy có một cái property là router. Hiểu không? Cái object này và cái property là router. Đó, hiểu không? Đó lý do tại sao cái này nó khác cái kia là vậy ấy. Nó chỉ khác nhau có một tí tẹo thôi, không có gì. Thì nhưng mà trong này quay, ấy quay lại cái chỗ router. Đó. Ví dụ mà hình router. Vậy là nó add bọc vào tất cả những cái method ở trong này luôn đúng không? Như là một get gì thì gì đó là đúng rồi, đúng rồi. Nó là export cái object router. Còn trong này nha thì em export nhiều cái. Ví dụ nha. Export.abc bằng df như này chẳng hạn. Thì khi mà ra ngoài ấy, khi mình cần slot nó ra một cái object như này này. Get index phải abc. Hiểu không? Mọi người hiểu không? ABC bằng DF này, nó cái object như này. DF của cái thằng này nó sẽ là cái function. Đấy, nó một cái function như thế này. Đó, nó khi export ra ngoài nó sẽ được cái object như thế này này. Đấy, hiểu chưa? Còn ra ngoài nó chỉ được một cái object router thôi. Rồi, mọi người hiểu chỗ đấy rồi đúng không? Rồi, ok. Thì lúc này mình chỉ muốn export ra ngoài một cái thằng get index thôi. Thì cái này là cái private function này. Cái này là cái private function. Đó, thì mình cứ có quy định cái private function, mình bắt đầu dấu gạch dưới cho nó dễ, underscore cho dễ nha. Dễ nhìn thôi, đấy. Còn ở ngoài là nó sẽ là get index. Nếu không có cái underscore thì nó vẫn là private đúng không? Mình nó vẫn là private, vẫn là private đúng rồi. Mình chỉ thêm vào để mình nhìn cho dễ thôi. Đúng rồi, mặc định nó là private mà mình không có export ra nó vẫn là private mà. Đấy thì cái scope này thì trở lại là get index đúng không? Đó, thấy không? Rồi trong này mình sẽ làm cái gì, mặc định của mình sẽ cứ say hello cái nha, send một cái là home pay, ok chưa? Mình chưa có nói gì template nha, mình chỉ như này thôi nha. Thì khi ở ngoài nó sẽ là route rồi cái root luôn đúng không, cái root index luôn. Rồi mọi người thấy chưa, home pay ok bình thường đúng không? Thì bây giờ mình cái việc là cái này nó chỉ như vậy thôi, thì bây giờ mình muốn một cái file HTML bình thường ấy thì như thế nào? Thì trong trường hợp này ấy, mọi người mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái đó. Tức là bây giờ mình đang muốn một cái HTML thì nó bắt buộc mình phải bật ra HTML đúng không? Thì đây mình phải có một cái nào đó để mình xử lý. Ví dụ như hồi nãy mình có đưa cho một cái chuẩn đề. Xem lại cái cấu trúc nha, view ở trong này á, xin lỗi, sorry. Rồi trong này mình sẽ xem cái thằng view này, trong cái mục view này có một cái là cái home book đúng không? Đây là cái này thôi, mình sẽ thấy một cái home book này. Một cái duy nhất thôi, home.book thấy không? Mọi người thấy, đấy là cái file HTML của mình đấy. Thì trong đấy mình viết cái gì cũng được. Thì bây giờ mình xem nha. HTML đấy là cái thằng view. Thực ra chỗ này mình viết là cái thằng .html cũng được. Nhưng mà từ từ để giải thích cho mọi người nghe. Đây là chỗ trong này mình sẽ viết là P. Xin chào. Ok chưa? Mình sẽ viết như vậy. Rồi trong này mình sẽ gọi cái hàm là render, nó sẽ render cái HTML ra đấy. Hiểu không? Thì lúc này mình sẽ chỉ định là chấm duyệt trong cái này à, chấm chấm duyệt view duyệt home. Ok chưa? Lúc này sẽ ra ngoài. Đúng không ạ? Chạy chưa nhỉ? Nó restart chưa? Nó restart rồi. Rồi ok đúng không? Ồ, hình như là mình hồi nãy mình có cả xuân lóc cái thằng này ra hay sao nhỉ? Bỏ này đi, tại vì nó sâu vào cái ông object cho mình ấy. Hơi khó nhìn. Rồi bắt rồi đúng không? Rồi ok. Nó không có file được cái module book. Có nghĩa là mình đang sử dụng cái view engine.
Rồi nha, mình build một cái engine để pass cái HTML của mình ra. Thì lúc này mình sẽ sử dụng một cái engine đấy, cái HTML engine. Thực ra khi mọi người làm việc với Java mà mọi người thấy cái thằng làm từ nhá, để xem cái đoạn này dễ này. Dễ. Kia khó quá. Ngắn quá. Rồi, ok. Thì mọi người sẽ thấy là khi mà mọi người làm việc với Java ấy, mình sẽ thấy là chấm JSP chứ không phải chấm HTML, đúng không? Thì cái chỗ đấy có nghĩa là nó đang sử dụng cái JSP handler, một cái JSP engine, một cái HTML engine là JSP đó, Java Servlet đấy. Nhưng mà mọi người không có để ý nên không có biết thôi. Thì thực ra nó đang sử dụng một cái engine khác để nó phạt những cái dữ liệu ở trong cái thằng file JSP ra thành cái HTML thuần. Thì bây giờ mình cũng làm tương tự như vậy luôn nha. Thì mình có một cái engine đấy, cái engine là PUG. Thì mình sẽ phải bắt buộc mình phải install thôi, đúng không? Mình đang dùng một cái view engine mà. Add. Rồi, ok. Như vậy là xong nha. Mình đã có thêm một cái nữa, mình sẽ review lại cái thằng package.json. Mời theo. Một cái thư viện mới được add vô. Cái version của nó đang là dùng beta 11 luôn. Thì mình sẽ quay lại đây. Lúc này mình sẽ phải sử dụng một cái, đó là cái thằng chấm use cái thằng set cho mình là cái view engine là cái thằng PUG. Ok chưa? Rồi thì quay lại, mình sẽ quay lại chỗ này, nó restart lại thành công rồi, đúng không? Mình xem lại. Đó, mình sẽ thấy được mình bật được cái HTML trong cái đấy ra rồi. Ngoài theo. Thì tại sao mình lại dùng cái này mà không phải dùng view engine giống vậy luôn. Đúng rồi. Cái syntax của nó luôn. Nó là syntax của nó, view engine. Đấy cái syntax của nó nha. Nó quyết định vào nha. Rồi. Thì mọi người thấy là nó sẽ bật cái nội dung ở trong cái này ra. Đúng chưa? Nó sẽ bật nội dung trong cái này ra thành cái HTML. Thì mọi người xem nha. Thì mặc định ấy, nó send về nha, nó send về cho cái thằng client, nó chỉ send cái này thôi. Thì mặc định cái browser nó sẽ add thêm những cái là HTML head rồi body vô. Đấy mặc định của cái browser nó sẽ add cái đấy vô nha. Còn đúng là nó chỉ có cái này thôi. Rồi, thì bây giờ ấy, mình sẽ thấy là nếu mà mình làm như thế này thì trong cái hôm còn trả lời mọi người thấy không? Thì mỗi lần mà mình gọi ấy, mình render là mình phải gọi cái view hôm như này rất là cực, đúng không? Bây giờ mình sẽ không có làm như vậy nữa, mình chỉ muốn là mình gọi tên này thôi. Bởi vì cái thằng nào nó cũng bắt đầu cái prefix lúc nào cũng là view và cái suffix của nó lúc nào cũng là cái thằng PUG ấy, đúng không? Là cái đuôi của file ấy, thì thôi mình render home như này thôi. Đơn giản vậy thôi. Ok chưa? Thì mình làm như thế nào, mình quay lại đây mình định nghĩa. Mình sẽ set cái thằng view folder của mình ấy, nó sẽ có một cái view folder như này. Là cái view nào thì chấm duyệt views. Đó. Thì bây giờ mình đang dùng cái đường dẫn tương đối, đang dùng cái đường dẫn tương đối thì đôi khi mình move cái thằng file này ra một chỗ khác ấy, cái app ra một cái thư mục khác ấy thì nó sẽ bị sai. Ok chưa? Thì lúc này mình sẽ không có dùng cái đường dẫn tương đối nữa, mình sẽ là cái thằng này. Mình sẽ có một cái thằng path. Path. Đó, đây là cái library của nó. Ok chưa? Mình sẽ chuyển tất cả những cái library lên trên cho dễ nhìn. Rồi những cái nào mình require từ khác vào một cái là một chỗ. Rồi cái chỗ này ấy là những cái hàng số mình định nghĩa, ok chưa? Những cái biến mình định nghĩa, mình sẽ chia 3 vùng như vậy ấy. Để cho dễ nhìn. Ok nha. Thì lúc này mình đang sẽ tải cái view này và đến cái thư mục này, đúng không? Thì mình sẽ chỉnh lại một tí path.zone. Thì cái zone, cái hàm zone này để nó zone lại những cái đường dẫn thôi, không có gì hết. Đơn em tức là cái root của mình là từ cái đường dẫn chính xác của mình luôn đấy. Đường dẫn chính xác là như thế nào đây mọi người xem này, chính là cái này luôn này, cái đường dẫn dài như này luôn này. Đấy là cái đơn em ấy, thì nó cộng với lại cái thằng view phải cái tham số thứ hai là cái view, thư mục view của mình này, thì nó sẽ cộng lại nó thành là cd view. Sau khi mà app.zone ấy, path.zone thì nó sẽ thành như này này, cái này cộng với view nó sẽ thành như thế này. Ok chưa? Đó, nó sẽ thành như vậy ấy. Thì cái mục đích của cái này như vậy thôi. Mình thay vì mình đứng gõ đường dẫn absolute path thì lại cái này nó sẽ trả cho mình cái đường dẫn absolute path nha. Thì lúc này mình chỉ cần render cái home, tức là đang chọn
ý của mình ấy là đang đưa tới cái thằng view và cái này. Ok chưa? Rồi. Ok nha. Thì mình quay lại mình xem kết quả. Kết quả không có gì thay đổi, tức là mình đã làm thành công rồi đúng không? Rồi. Thì bây giờ mọi người mới hình dung này. Nếu mà như vậy thì mình sẽ phải đưa cái này là mình chỉ có render cái này thôi, nhưng bây giờ mình sẽ phải đưa thêm cái là HTML đúng không? Rồi duyệt cái thằng duyệt HTML đóng mở này rất là cực này. Xong rồi duyệt head rồi mình định nghĩa. Rồi xong rồi mình định nghĩa cái thằng này là cái title. Ok chưa? Đây là my first.js web application. Ok chưa? Xong rồi duyệt title. Đó, đấy là cái viết bình thường HTML bình thường của mình nhá. Xong rồi duyệt body. Duyệt body. Ok chưa? Chỗ này là xin. Rồi. Rồi. Ok chưa? Như này đúng không? Thì mình quay lại đây mình xem. Đấy, xin chào các bạn, thấy không? Thì lúc này nó sẽ có cái ngụm định nghĩa của mình này. Đúng của mình nó là title luôn này. My first Node.js web application đúng chưa? Nhưng cái vấn đề của mình là nếu mà mình làm một cái file nữa. Đây, một cái view khác thì chẳng lẽ mình cũng copy cái đống này lại xong mình chỉ sửa cái body thì sao? Thì nó rất là vô lý đúng không? Thì lúc này mình sẽ nghĩ đến một cái nó gọi là cái layout. Nha, cái layout. Thì cái layout nó sẽ giúp mình việc là mình sẽ tất cả những cái gì mà giống nhau thì mình để vào một chỗ, còn những cái gì mình thay đổi ở page thì mình sẽ render cái page thôi. Ok chưa? Thì lúc này mình phải nghĩ đến cái việc là layout. Trong view đúng không? Thì lúc này mình sẽ view đi. Nó chỉ có một cái file home này thôi. Thì mình sẽ tạo ra một cái file mới, đó là cái file layout đi. Đó, mọi người thấy không? Ok, lúc này một cái layout. Thì mình quay lại đây, mình sẽ vào cái layout. Đó, trong này thì mình cũng viết lại những cái này thôi. Nhưng mà cách viết này nó rất là cực. Mở này, đóng này, mọi người thấy không? Mở này, đóng này đúng không? Viết là cực, mình có một cái khác hay hơn. Mình viết đấy. Đó lý do tại sao dùng cái book này, mình có cái khác hay hơn. À, cái này thì mình sẽ đây mình sẽ convert cái thằng này đây nha, tự giữ lại cái kia đó, giữ lại cái doc HTML của cái thằng HTML 5 ấy thì nó sẽ convert ra như này. Thì mọi người xem này, sửa lại cái này mình ra dùng layout này. Đây là cái cú pháp của cái thằng book này là cái tên của cái thẻ này, tab vô cái chứ là cái thằng con, tab vô cái là thằng con, mày hiểu không? Tab vô là thằng con đấy. Thì bây giờ dấu gạch đứng trước thì dấu gạch đứng có nghĩa là mình đang nói là mình đang dùng cái text, chứ nếu mà như thế này nó đang nghĩ là đây là một cái tag của mình này, một cái HTML tag của mình, còn nếu mà không ấy thì nó chính là cái này, tức là dùng cái text, hiểu chưa? Rồi thì bây giờ mình bảo là cái body này ấy, mình sẽ có một cái header chẳng hạn đi, mình sẽ có một cái thẻ là h một đi, một cái thẻ div đi, div cái class của mình đúng không? CSS mình biết rồi đúng không? Chấm là class đúng chưa? Còn tên header nha. Thì trong này mình sẽ có một cái là rồi trong này nó sẽ có một cái h một là đây header. Ok chưa? Rồi sau đó thì mình sẽ có một cái chấm container. Rồi thì mình sẽ bỏ đây cái nội dung. Thì mình sẽ có một cái định nghĩa cái nội dung ấy, nó sẽ gọi cái từ khóa là block, cái keyword là cái là block. Rồi mình sẽ cái tên của cái block là cái content nha. Rồi thì mình sẽ trong dưới này mình sẽ có một cái là cái footer đi. Thì mình người sẽ lát người sẽ xem nó như thế nào nha. Đây là footer. Ok. Rồi thì trong cái home này ấy, mình sẽ dùng lại cái thằng layout. Thì mình sẽ dùng cái từ khóa là extend. Rồi mình trỏ đến thằng layout. Ok chưa? Xong lúc này mình sẽ có cái block là content, tức là mình đang muốn viết cái nội dung vào cái block content đấy, mình đang muốn render cái nội dung ở của cái page này vào cái block content của cái layout, tức là nó sẽ thay thế cái này bằng cái nội dung của cái page. Thì lúc này nó sẽ như thế này đây là this is the home page. Ok chưa? Rồi thì lúc này mình quay lại mình xem này, mình quay lại mình xem. Mọi người thấy không? Đây là header, đây là footer. Thì mọi người nhìn nha. Hồi nãy nè,
cái thẻ div của mình chấm class chấm cái header thì nó sẽ tự động generate ra cái attribute class header. Thấy không, viết rất là nhanh gọn không, ngắn gọn không? Quay lại cái hàng layout này, viết rất là ngắn gọn div header. Thì nếu mà mặc định là thẻ div nên mình chỉ cần viết này đủ rồi, nó sẽ tự động sinh ra cái thẻ div cho mình nha. Thì nếu mà mình muốn cái ID thì sao, thằng my ID my header đi nha. Vậy sẽ thấy này, quay lại rồi, mọi người thấy không, cái ID là my header này, nó sẽ generate cho mình rồi. Thì mình cách mình viết cái HTML lúc này nó sẽ gọn hơn rất là nhiều, là thay vì mình phải đóng mở thì mình không phải đóng mở nữa, mình chỉ cần viết một cái tab bình thường mở là được rồi. Rồi thì mọi người hiểu chỗ này nha. Thì có nghĩa là mình sẽ chia, bây giờ mình quay lại nha, mình sẽ hình dung là mình sẽ chia làm hai file, một cái file layout và cái file master của mình, sau đó là cái file page này của mình để mình chỉ viết cái nội dung bên trong thôi, nó sẽ dùng lại những cái này của những cái bên ngoài của cái thằng layout đó. Thì mình sẽ viết những cái page khác rất là đơn giản, ok chưa? Rồi ok nha. Thì bây giờ mình sẽ làm một cái ví dụ về cái thằng mà cái thằng layout luôn nha. Thì lúc này mình sẽ có một cái quay trước khi ví dụ, mình sẽ review lại một lượt nữa cái thằng cấu trúc của cái này nha. Review lại một lượt cấu trúc này. Cái thằng home controller để nó xử lý những cái logic của mình, nhận cái request từ cái thằng user và respond trở về, đúng chưa? Khi trở về, nó trở về cái dạng HTML, nó render, nó sẽ dùng cái thằng Poke Engine để nó render ra cái thằng HTML này. Ok chưa? Rồi, thì trước khi... Đấy là cái cấu trúc của mình nha. Rồi, bây giờ mình muốn đưa cái dữ liệu xuống đây thì sao? Thì mình làm như thế này. Mình sẽ có một cái object mình đưa ra đúng không? Vậy mình đưa ra cái thằng model chẳng hạn đi. Model của mình nhé. Nó là như thế này. Mình sẽ có một cái user. Rồi. Email. Như này nha. Và mình có một cái object khác nha, là title bằng homepage. Đúng chưa? Thì cho mình chỗ này layout mình sửa lại lên đi. Node.js web application. Đó, mình muốn dùng ở ngoài và demo dùng ở ngoài và trong luôn nha. Lúc này nó sẽ dùng là cái này. Thằng title. Thế này này. Mày thấy không? Cái thằng title. Rồi, đấy. Rồi, quay lại cái chỗ thằng home controller của mình. Lúc này mình đang phạt xuống một cái object, trong cái object đấy có cái property là title và có cái property là user nha. Thì mình chỉ cần như thế này thôi. Cái parameter thứ hai của cái hàm render, thấy không? Cái render nó có hai tham số, là 1, 2 này. Đó, thấy không? Rồi, thì nó sẽ có hai tham số. Lúc này nó sẽ là cái thằng model nha. Cái model nha. Thì lúc khi mình render ra ngoài này, mình có thể dùng ở bất kỳ chỗ nào nha. Title này, cái miễn là view. Nhưng mà nó render ra cái view nào nó phải nếu mà muốn gọi thì nó phải render ra nha, nó phải pass cái data xuống mới được nha. Hồi nãy là rồi, mình sẽ có một cái object khác. Rồi, sửa lại cái này đi. Remove cái này đi. H1 homepage. Này. Welcome to homepage đi. Rồi, xuống dưới này mình sẽ có một cái UL. Cái thẻ UL nha. Mình sẽ có một cái object là user mà đúng không? Thôi khỏi. Đây, user.name username đúng không? Đúng không? Bình thường mình sẽ dùng như thế này ấy, cách mình dùng như vậy. Nhưng mà khi mình muốn tạt dữ liệu, render cái dữ liệu ra ấy, thì mình sẽ phải dùng như thế này, bằng. Có hai cách dùng, một là như thế này, hai là sẽ như thế này. Đó. Hai cách dùng. Rồi. Đúng rồi, y chang như vậy mà. Nó là một cái engine mà mình phải tạt dữ liệu xuống mà, đúng không? Thì... email, đúng không? Ok chưa? Thì lúc này mình ra ngoài này mình xem này. Mà thấy không? Homepage gạch. Tức là cái mình đã phạt được cái title vào này. Rồi cái chỗ này này. Đây là cái nội dung này. Username này. Email này. Đó. Đấy là cách mình phạt dữ liệu xuống. Nha.
thì mình biết cách mà mình vạch dữ liệu xuống thì mình chỉ cần truyền một cái object xuống là được rồi, object bất kỳ. Hoặc cái key. Ủa vậy là xong server là xong cái website rồi hả? Đúng rồi. Như là có thể biết cái website thì bây giờ mình sẽ demo mọi người chi tiết và cách mà mình đưa một cái template đúng là như thế nào nha. Đây là chỉ demo cái này thôi nha. Và bây giờ mình sẽ lên cái thằng này. HTML5 free template. Lấy một cái template bất kỳ nha. Có một cái HTML5 up HTML5 up.net thì trong này nó sẽ cho mình rất là nhiều cái. Up là up nha. Up phải lên đấy. Có cái trang nào đẹp đẹp chơi không nhỉ? À đây cái này đi, lấy cái này đại đại này để cho có nhiều page nha. Để tí mình vào các page khác nhau nha. Đâu 170 mấy đâu? 177 ngàn lượt download. Rồi, thấy nhiều nhiều thì phải là nó chỉ là HTML thôi mà. Thì đây mọi người sẽ xem này. Đây mọi người sẽ xem nè. Đây, trong này nó sẽ đây là cái này này. Quay lại. À đấy, đây là cái cấu trúc của nó này. Đúng chưa? Ủa, hồi nãy mình thấy có một cái tab size này mà sao bây giờ đâu mất tiêu rồi? Ủa, đâu mất tiêu rồi? Ui, quay video rồi. Rồi, không có luôn, thôi kệ cha nó đi. Cái single page. Rồi, bây giờ mình sẽ đưa cái này vào đúng không? Thì cái việc đầu tiên của mình ấy là mình sẽ lấy cái, à, lấy cái thằng này. Rồi. Copy hết cái thằng này, tức là mình chỉ có mình viết thì cũng được thôi nhưng mà nó mất thời gian, thì mình generate ra, thực ra mình dán cả đống này vào cũng được nhưng mà mình generate ra cái này dễ nhìn nha. Rồi mình dán vào đây toàn bộ. Thế đây là cái cấu trúc của mình luôn này, thì mình sẽ thấy là rất là nhiều cái. Đầu tiên là mình sẽ có một cái size bar, mình sẽ thấy là cái size bar này mình đưa ra một cái file nào đó thì hợp lý hơn đúng không? Mọi người thấy không? Đưa ra một cái file hợp lý hơn thì lúc này mình sẽ đưa ra một cái file là cái file size 3 nha, để mình require cái size 3 vào thôi ấy. Rồi mình sẽ tạo ra một cái trong cái thằng view, mình sẽ tạo ra một cái thư mục gọi là parcel đi, view ở đây rồi. Tức là những cái thành phần khác của một cái view của mình ấy. Rồi thì mình sẽ tạo một cái file trong cái hàng parcel đấy là cái file size 3. Rồi ok chưa? Thì tức là lúc này mình đang muốn đưa cái này ra ngoài này. Rồi, đưa cái thằng này ra ngoài để cho nó gọn lại cái file của mình nha. Mình đang thì lúc này mình sẽ include cái thằng size 3. À trong cái này, trong cái parcel, trong cái thư mục parcel đúng không? Chuyển size 3. Đó. Cho nha, thì mình vào cái size 3. Mình đưa cái code này mình vào. Cái parcel size 3 là có liên quan đến đường dẫn tương đối tuyệt đối gì không? À, nó bắt đầu từ cái nó cung cấp với cái này, nó cung cấp với cái này, nó bắt đầu là cung cấp với cái này, thì cung cấp với cái này nó có cái thằng parcel, để mọi người xem nhé. Này cái layout này, cái layout mình đang làm việc này, cung cấp với nó là cái thằng parcel, thì mình gọi là cái parcel xong rồi chuyển cái thằng tên file nha. Đó thì trong này như vậy nha, thì đây là nội dung trong này. Rồi đến lượt cái thằng mà wrapper là cái khỉ gì đây không biết luôn. À có một cái footer nữa, mình đưa cái footer ra ngoài luôn nha. Đưa một cái parcel footer nhưng mà chưa có file footer đúng không? Tạo ra một cái file footer nữa. Tạo như nào nhỉ? À chết cha rồi. Rồi. Moveable được. Chính đúng đường dẫn không nhỉ? Đúng rồi, parcel rồi. Mình dán này vô. Ok, đấy là cái nội dung của mình ấy. Đúng chưa? Rồi xong, chỗ này là đã include rồi. À vậy thì cái phần còn lại này của mình chính là cái thằng ấy này. Cái phần còn lại chính của mình chính là cái thằng thằng gì nhỉ? Thằng khỉ gì nhỉ? À thằng này là thằng content chứ còn gì nữa. À nó nhiều cái nhỉ. À rồi ok, toàn bộ cái này chính là cái thằng content của mình này. Thì mình cắt nó đi cho dễ nhìn. Rồi chỗ này mình gọi là cái thằng này là cái thằng blog content đi.
Hoặc là mình không thích content thì mình gọi là pay chẳng hạn đi. Đó, thấy cho dễ. Ok chưa? Gọi pay cho nó dễ hiểu nha. Rồi. Thì trong cái thằng home của mình ấy, thì mình extend cái thằng layout và mình muốn đưa cái nội dung vào cái thằng blog pay nha. Thì mình đưa hết tất cả này vào. Nó sẽ hiểu comment đấy, toàn bộ nội dung dưới là comment đấy. Cái nữa. Rồi, ok rồi. Để đi từng phần cho dễ nhìn ạ. À, một cái này, hai cái này. Nó có mấy page mà, nó single page mà. Rồi, ok chưa? Thấy không? Thì toàn bộ cái nội dung của mình như này đấy. Có rõ ràng mà. Nhìn rất là rõ ràng luôn. Cái thằng nào con của thằng nào rất rõ ràng luôn. Rồi thì ra ngoài ấy, mình sẽ xem là ra ngoài này. Thôi không, chạy đó từ từ, mình đi từng bước một mà. Đấy là cái nội dung code của mình đúng chưa? Mình nhìn thấy là như vậy thì nó sẽ như vậy luôn. À, rồi. Thì quay đây, mình sẽ xem này. Ủa nó include CSS các thứ gì cả, chào nó nha. Chưa biết nha, mình cứ quay lại mình xem á. À mình ra được thấy là nó có những cái page của mình hết rồi này. À, có phần footer này, có phần wrapper này, có section sidebar này, thấy không? Đúng ý mình muốn là gì nữa. Nhưng mà cái HTML, à những cái CSS rồi những cái style của mình đâu? Đúng không? Thì bây giờ mình sẽ phải đưa nó, à những cái đấy ấy. Thì hôm trước nói mọi người là tất cả cái request, khi mà những cái này này, những cái này cũng là những cái request. Thì khi mà trình duyệt nó sẽ làm như nào? Sẽ cho mọi người xem nhá. Cái network này, clear đi này. Khi mà cái nó trả về nha, request rồi mọi người thấy nha, là nó cái server của mình ấy nó sẽ trả về cho trình duyệt cái này. Đây là cái response của cái request này này, đây là request này, thì server nó sẽ trả về cho mình cái response chính là những cái HTML này. Vậy thì nó server, cái thằng browser nó sẽ làm gì? Nó sẽ nhìn vào trong này, nó thấy là đang link styles cái href này, tức là nó đang muốn đọc cái result này. Đúng chưa? Nó đang muốn đọc cái result này. Vậy có nghĩa là cái browser nó sẽ send lên server một cái request nữa. Cái request đấy như thế này. Nó sẽ send một cái request nữa nha. Mọi người vào cái network xem này. À, cái đấy là cái gì nhỉ? Cái tên nó là main.css đúng không? Đây nó sẽ send lên server một cái request này để nó lấy về. Mọi người thấy không? Nhìn cái link không? Localhost duyệt access duyệt css duyệt main.css đúng chưa? Tức là nó sẽ send lên server một lần nữa. Vậy là mọi người sẽ thấy chuyện gì xảy ra? Một chỗ một chỗ này xuống dưới này nữa này, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cái này là nếu mà IE8 thì nó mới load này, không Chrome nó không load đúng không? Vậy là có 8 cái. Sau khi load cái trang index của mình xong, load được HTML xong nha, nó sẽ gọi đến server nó request 8 lần nữa để lấy cái result về. Vậy thì cái result này ở đâu? Và bắt buộc phải cái chỗ nào respond cái nội dung của cái result này về, đúng không? Thì mình hình dung là như vậy, thì bắt buộc mình phải viết cái code để mình đọc cái result file rồi mình render cái respond cái result file về chứ, đúng không? Thế nhưng không, mình không phải viết cực như vậy. Đúng không? Những cái này nó gọi là cái static file. Thì trong cái tất cả cái web đều có những cái static file, nên cái thằng Express Framework nó viết cho mình một cái plugin để nó làm cái chuyện này cho mình rồi. Nó gọi là cái static file nha. Thì lúc này mình sẽ định nghĩa ra ngoài. Nó gọi cái app của mình ấy, tức là mình đang muốn dùng cái thằng static file đúng không? App use cái thằng express, nó có một cái express này. Chấm static. Đấy, nó có một cái static này. Để nó xử lý tất cả những cái request mà chấm CSS hay là JS hay là phông hay gì đó mà là static file ấy, nó sẽ xử lý nha. Rồi static thì mình sẽ đưa chỉ định cái đường dẫn chứa cái static file của mình vô nha. Thì cái thằng đơn name này là cái root đơn của mình ấy với lại cái gì đó, đúng chưa? Rồi nó sẽ có một cái mark a, thì từ từ sẽ giải thích cho mọi người cái mark a là cái gì nha. Nhưng mà cái mark a này mình cho nó lớn một tí, ví dụ như là 365 ngày, đúng không? 365 ngày mà nhân với 24 giờ là 10 năm, là 3650 là 10 năm đúng không? Mà nhân với lại bao nhiêu ra?
nhân với 24 giờ. Để xem thử, 3650 nhân với 24 giờ nhân với lại 60 phút rồi nhân với lại 60 giây nó bằng khoảng tầm này, 31536 rồi 4 số 0. 31536 rồi 4 số 0. Tức là nó hết hạn trong vòng 10 năm. Thì để cho mọi người biết là tại sao nó như thế này. Tức là nó sẽ catch lại, nó sẽ catch nhiệm vụ, nó catch lại những cái này. Bởi vì sao nó lại catch? Mỗi lần một lần mà mình request như vậy ấy, thì những cái resource này, những resource không thay đổi mà lúc nào mình cũng request lên server để mình lấy, thì chuyện gì xảy ra? Nó sẽ làm tốn cái tài nguyên của server. Lần nào mình cũng phải write xuống, và lúc này nó sẽ tốn luôn cả bao cái băng thông nữa, đúng không? Thì nó sẽ catch lại. Và khi nào mà hết cái thời gian này này thì nó thôi, nó không có đọc lại nữa. À quên lộn, khi nào mà hết cái thời gian này nó sẽ xuống server đọc lại một lần nữa. Thì mình xét là 10 năm, tức là nó sẽ không cần xuống server đọc lại lần nữa. Vậy thì mọi người sẽ thắc mắc à, vậy thì giả sử một cái ảnh hoặc là một cái file CSS mình thay đổi thì cái nội dung có thay đổi hay không? Tất nhiên cái nội dung sẽ không thay đổi rồi. Và mình phải xử lý nó như thế nào thì từ từ sẽ chỉ cho mọi người cách xử lý nó như thế nào nha. Còn tạm thời là những cái đấy của mình là những cái không thay đổi. Ủa này bị tạc lại nó mất. Nó không mất. Không mất. Cái này cái mà. Clan. Đó, thì nó sẽ không có mất. Đúng không? Đúng không? Thì từ từ giải thích cho mọi người sau. Nhưng mà đại khái là nó sẽ kết lại những cái resource của mình ấy. Những cái này mình gọi là cái resource mà CSS hay JavaScript ấy. À vậy thì mình join với lại cái đơn name này, cái còn lại là cái thư mục nào thì mình sẽ để cái thư mục nào nha. Thì bây giờ mình sẽ định nghĩa là mình sẽ để thư mục nào này. Mình sẽ quay ra cái root của mình này. Đây này. Thì thôi bây giờ mình sẽ để nó một cái thư mục public đi. Những cái file mình public ra ngoài thôi ấy nha. Rồi ok. Rồi public. Rồi thì trong cái public này vậy cái chỗ này là cái public này, có nghĩa là mình sẽ nói cho nó biết rằng những cái thư mục public là cái thư mục mà chứa tất cả những cái file mà file tĩnh, file resource của mình, CSS rồi JavaScript hay là font hay là .exe gì đó, cái file ảnh của mình gì đó, ok chưa? Rồi ok nha. Tiếp theo này thì đây mình đang định nghĩa là mình phải respond lại những cái request đấy nha. Ok chưa? Thì bây giờ mình quay lại chỗ này này. Thì mình check cái resource của mình vào thôi chứ không có gì hết đâu. Ở cái chỗ đấy là chỗ nào này? À vậy mình có hai thư mục này, thư mục asset và cái thư mục này. Mình check vào đâu nhỉ? Chết cha rồi. À rồi. À, copy. À, download HTML. Cái gì? Access à? Copy đâu nhỉ? À, vào cái public. Rồi, set access. Chưa có tạo access nữa. Rồi, này đi. Trước là mình chép vào cái thư mục public nhé. Rồi, nó chưa ra nữa. Đó là cái directory này mình phải chưa rõ, nghĩa là recursive, nghĩa là chấp tất cả đấy. Đấy, mình sẽ xem lại thư mục public nha. Đấy, sẽ có một cái thư mục asset này, thấy không? Download HTML up. Rồi, cái image đúng không? Mình có hai cái mà đúng không? Public. Rồi. Rồi, xem lại cái thằng đấy nha. Rồi, có hai thư mục asset đấy, image đúng không? Ở trong này nó không có dán như vậy được nên là đành phải copy ở ngoài thôi. Cái thằng editor ấy. Thấy mọi người thấy không? CSS rồi font rồi image ở này nha. Rồi thấy không? Image này đó. Thì bây giờ mình sẽ ra ngoài mình xem này. Cái nội dung mà. Nội dung gì anh? Nó mặc định mà. Đấy, đây này. Đó, set asset set này này. Set asset này. À, cho một cái nữa là mình chú ý này. À tất cả những cái này làm sao mà replay hết nhỉ? Rồi hát à? Replay à, đây à. Tí nó sẽ giải thích cho mọi người tại sao là phải có cái này đằng trước và tại cái này không có với có khác nhau như thế nào. Bây giờ nha, bây giờ không có replay nha, không có replay nha.
Nó vẫn chạy nha. Ủa mà nó mấy cái thằng này nó đặt bỏ vô cái bộ cúp đích bà là. Đúng rồi. Mà thằng này đâu có chẳng này phải chọn cái cúp đích nữa. Mọi người thấy không, nó chạy không? Tức là đã đọc được cái result của mình này. Nó get cái result này và nó đã trả về ok này. Get status code là 200 này. Cái response là cái nội dung của cái file này. Thấy không? Nên mọi người hiểu về cái chỗ mà làm sao mình serve được cái thằng static file rồi đúng không? Rồi đấy, cách của mình làm ấy. Thì đây mọi người thấy nó chạy ok, không ngon lành rồi đúng không? Không vấn đề gì đúng không? Thì bây giờ mình hình dung này. Tại hồi nãy nhắc cái chỗ này này, không có cái này và có cái này nó khác nhau như thế nào? Thì xem nào, xem sao ta. Bình thường ấy mọi người làm thì mọi người sẽ như thế này. Bây giờ mình sẽ tạo ra một cái route mới. Lúc này mình sẽ tạo ra. Anh quan cho anh hỏi mấy cái thư mục rồi mình bỏ vào thư mục phút đích là sao thằng đi nó hiểu luôn. Nó không có liên quan gì đến cái đường dẫn là xuyệt public hay không. Nó chỉ nói là tất cả những cái nào, cái request nào ấy, ví dụ anh hình dung này. À hiểu. Tất cả những cái request nào như thế này ấy, dạng static file như này ấy, thì nó tới cái thằng public để nó đọc. Và nó, ví dụ nó đọc, nó bắt đầu từ đây này. Trong public có asset, js và main.js, nó sẽ đọc cái đấy. Mọi người hiểu không? Rồi nó tự đọc cái request này và tự động nó đọc cái file tương ứng. Nó cái file nó tương ứng với cái đường dẫn này. Rồi nó tự động nó respond, nó render ra cái loại file tương ứng. Ví dụ như .js thì nó sẽ render dưới dạng là .js. Mà CSS thì nó sẽ render dưới dạng là CSS. Thì mình không phải làm những việc ấy nữa. Còn nếu mà mình làm ấy, mình sẽ là if else. If là JavaScript ấy, thì mình render dưới dạng JavaScript. Ví dụ như thế chẳng hạn. Đây, hiểu không? Đây, nó làm hết cho mình rồi. Thì bây giờ mình quay lại này. Mình sẽ tạo một cái đường dẫn mới đi. Mình sẽ tạo một cái page mới này. Cái nào nhỉ? Cái code nào nhỉ? Đây. Mình sẽ tạo một cái page mới. Đây là cái trang homepage đi. Cũng trỏ đến cái thằng đấy luôn, home controller luôn nha. Hai cái route nhưng mà giao cho cùng một thằng xử lý. Được mà đúng không? Đâu ai cấm đoán gì đâu đúng không? Rồi mình sẽ xuyệt homepage, xem chuyện gì xảy ra nhé. Rồi, xuyệt homepage. Thì homepage làm tên thằng route á. Rồi. Mọi người thấy gì không? Nó không có đọc được mấy cái này nữa. Thì mọi người xem lại này. Xuyệt homepage, xuyệt access. Có nghĩa là sao? Đó là mình đang để cái đường dẫn là đường dẫn tương đối. Như thế này này. Thì những cái page con ấy là mình sẽ không có đọc được. Mà nó bắt đầu phải bắt đầu từ root. Chứ nó không bắt đầu từ cái page. Hiện tại nó đang bắt đầu từ đây này. Bắt đầu từ cái page này này. Đó, thấy không? Những cái chỗ này nó rất là... Nhiều người không biết nó sẽ rất là nghiêm trọng. Rồi, nó sẽ thành như thế này. Ok chưa? Thì lúc này nó sẽ như thế này. Là nó sẽ đọc từ cái root. Mọi người xem này, thấy không? Nó bắt đầu từ cái root này. Bắt đầu từ root. Rồi, ok chưa? Mọi người hiểu không? Ví dụ như này. Cái này cũng tương đương với việc là như thế này. Ví dụ mình có một cái thằng A. Một cái href bằng cái page hello đi. Đúng chưa? Cái menu của mình ấy. Đúng chưa? Cái menu của mình như giả sử đây cái menu của mình mà. Cái menu hello này. Mình muốn nó đưa cái đường dẫn là xuyệt hello. Đúng chưa? Thì nếu mình đang đứng ở homepage mà mình nhấn vào đấy ấy thì nó sẽ là như thế này, homepage xuyệt hello. Nhưng mà đúng là cái trang hello của mình là như thế này cơ. Hiểu chưa? Nên mình rất là chú ý chỗ này. Nó sẽ bắt đầu là xuyệt hello. Là luôn luôn ra root đúng không? Đúng rồi, luôn luôn ra root. Khi mình gõ như này thì chắc chắn nó bắt đầu từ root. Rồi, ok nha. Mọi người hiểu chỗ đấy rồi đúng không? Nên là cái chỗ này là phải là xuyệt asset như này là luôn luôn bắt đầu từ root. Rồi, ok. Như vậy là mọi người đã làm được một cái rất là đơn giản này. Rồi, quay về cái root của nó đi. Rồi, ok. We are what we do, get in touch. Rồi. Đó, thế thì mình sẽ render ra một cái rồi. Bây giờ mình sẽ thử render ra một cái page nữa nha. Một cái page nữa. Cái page là quay lại cái route. Mình sẽ có cái page là cái page contact này. Trong cái contact này mình sẽ get contact view đúng không?
Thực ra chỗ này là mình để là get index view thì nó hợp lý hơn, tại mình đang là cái view mà nó dễ đọc hơn mà. Home controller. Rồi chỗ này mình sẽ import ra là get index view. Mình export thêm một cái nữa là cái thằng get contact view bằng get contact. Ok chưa? Này sửa thành view cho nó dễ đọc. Mình nhìn vào mình dễ đọc ấy, khi mình làm mình chú ý là mình viết cái hàm đấy nó có dễ đọc hay không cho người khác dễ maintain hay không. Bằng thì mọi người có thể dùng Visual Studio Code này, code cũng nhanh lắm nha, nó nhẹ nữa. Đó. Luôn luôn có request và response. Ok, render ra cái thằng pay là contact đi. Để mình xem lại thôi nha. Thì mình sẽ bắt buộc mình tạo ra một cái file contact.pub mà đúng không? Rồi, touch views contact. Rồi. Lúc này mình đang muốn dùng cái thằng nào? Đang muốn dùng cái layout. Tức là mình sẽ có thể có nhiều cái file layout như thế này. Ví dụ như mình admin view và cái thằng homepage view nó sẽ khác nhau, đúng không? Đó. Thì mình sẽ tải trên cái thằng layout và mình đang muốn xử lý cái block pay à. Nhưng một lần chỉ được extend một cái layout thôi. Đúng rồi, một lần chỉ extend một cái layout thôi. Contact pay. Rồi, thì mọi người xem nó sẽ sử dụng được hai cái là cái thằng head, cái thằng sidebar và cái thằng footer, đúng không? Rồi, set contact. Thấy không? Đây cái contact pay này nó sử dụng được cái này và cái footer ở bên dưới. Ok chưa? Là mọi người hiểu rồi đúng không? Rồi, này nó cũng khá là đơn giản, nó không có phức tạp. Và mọi người biết là trong tất cả các cái dự án bất kỳ nha, không có nói là Node.js hay không, nó đều có những cái thành phần. Thứ nhất là cái thằng route mapping. Đó. Route mapping thì hay chỗ mọi người ở trong Java hay gọi là cái thằng chỗ mà config cái thằng màn hình ấy. UI definition ấy. Đúng không? Cái thứ hai là cái view. Cái view đó thì mình sẽ phải sử dụng cái thằng view resolver nào, hay tức là cái thằng view engine nào. Thì ví dụ như Java mình sẽ có một cái tương ứng rất là nổi tiếng là cái thằng JSP resolver. Là cái thằng JSP engine ấy. Rồi, ví dụ .NET ấy thì nó sẽ có một cái thằng resolver của nó. Thì những nó sẽ chuyển từ cái thằng .spx ấy, .aspx hoặc là .html gì đó. Đúng không? Để chuyển thành cái HTML thuần nha. Thì tất cả mọi cái đều cái project nó đều như vậy hết, cái web server kể cả framework nào nó cũng đều có những thành phần như vậy. Route mapping này, view này. Rồi, cái controller thì nhiều thằng nó sẽ gọi là cái action. Nhưng mà cái này nó sẽ nhận cái request từ cái thằng nào ta? Gọi là nó nhận cái request từ cái thằng client. Rồi, sau nó sẽ xử lý cái request, sau đó nó sẽ respond ra cái thằng view. Ok. Đây cái cấu trúc chính của nó. Rồi thì mọi người đã biết được làm nào rồi đúng không? Hoàn toàn rất là đơn giản, không có gì phức tạp cả. Mình chỉ có HTML của mình đưa vào thế là xong thôi. Rồi nha. Thì bây giờ vậy là cái phần đầu của mình là xong rồi nha. Còn cái phần cuối, phần này thì nó đấy là cái phần template, là template engine là xong rồi nha. Rồi static file mọi người biết rồi đúng không? Middleware thì hôm trước nói rồi. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ nói query string và post parameter nha. RESTful API và JSON nói luôn trong một cái luôn. Cái structuring một cái app của mình ấy thì cũng nói luôn rồi. Là sẽ có những thành phần nào. Controller rồi như này. Thì mình có thể tạo thêm một cái nữa. Đó là cái dạng như là cái hàng service. Một cái hàng service để mình xử lý những cái hàng business của mình thôi. Đúng không? Để mình xử lý những cái business. Sau đó từ cái hàng controller mình sẽ gọi sang cái hàng service đấy. Lấy cái kết quả mình sẽ trả về cho thằng controller sẽ bật ra view. Đó, đấy là chính là cái model của mình ấy. Mình làm được cái gì, thằng service nó trả về cái model. Đó, rồi ok chưa? Thì cái cấu trúc của mình nó luôn luôn như thế này. Bất kỳ một cái nào cũng luôn luôn như thế này. Đó. Thì nó sẽ, rồi ok, tiếp tục này. Tính cái phần là API. Thì hồi nãy mình có làm một cái route như thế này rồi. Tức là một cái route là chỉ định nghĩa những thằng HTML view các thứ là nhằng thôi đúng không? Bây giờ mình muốn xử lý những cái API, giả sử cái app của mình cần support cho cái thằng mobile chẳng hạn đi, nó phải có những API đúng không? Mình sẽ tạo thêm một cái nữa trong cái thằng route
đó là trang API router. Ok chưa? Rồi, MV nó là cái đi. API router, API route này đi. Thế là có nhiều cái route khác nhau ấy. Rồi. Và sẽ thấy một cái API route thì tương tự thôi, mình copy cái này lại, mình tải qua đây thôi. Rồi. Rồi bỏ cái này đi nha. Nào mình gọi là home API controller đi. Đó, biết nào nhỉ? Này nha. Mình có một cái controller như thế này nữa. Để mình xử lý những API thôi. Chỗ này này. Rồi, cho mình sẽ có một cái hàm là get user đi. Get user nha. Duyệt. User. Như này là get cái user. Ok chưa? Đơn giản mà, không có gì cả, phức tạp quá. Rồi, qua cái thằng mà home controller. À lộn, qua thằng app của mình chứ. Mình phải require cái thằng router vào mà. Router. À, không phải, lúc này là API router đúng không? Rồi, mọi người có thể thấy là cái tên file với cái này nó không liên quan gì với nhau cả. Nên mình đang đặt cái tên này và cái object này thôi, không có liên quan gì với nhau hết đấy. Và lúc này mình sẽ cần cho app biết rằng ấy, mình muốn tất cả những cái đường dẫn mà API router ấy nó bắt đầu như này. Đó, shit. Ok chưa? Và đưa cho cái thằng API router xử lý. Mày hiểu chưa? V1 là version 1 thôi, không có gì hết. Thôi bỏ qua cái này đi. Đó, API thôi. API duyệt cái thằng vậy này có nghĩa là API duyệt thằng gì nhỉ? Thằng user. Ok nha. Thế bây giờ mình sẽ phải tạo ra cái thằng này. Rồi tạo ra cái hàm này nữa. Rồi. Rồi, touch cái gì nhỉ? Không phải, nó nằm trong cái controller đúng không? Rồi, cái thằng này .js. Ok chưa? Cả nó không sao, nó chưa có hàm kia mà. Nó lỗi, cả cho nó lỗi đi. Rồi. Get user bằng cái hàm này. Vậy mọi người sẽ thấy là cái gì? Luôn luôn là request response. Luôn luôn. Đúng chưa? Export cái hàm get user bằng get user. Thế là xong đúng không? Rồi trong cái hàng này mình phải respond về. Mình respond một cái hàng tạm thời đi. Đó là cái thằng status là 200. Và mình trả ra cái thằng JSON một cái gì đó. JSON cái gì đó thì từ từ nha, một cái object. À vậy là mình vẫn phải coi như là mình đang lấy từ cái thằng service nha. Mình sẽ lấy được về một cái thằng user model đi. Đúng chưa? Trong cái thằng model này nó sẽ có là cái thằng user và một cái mạng nào đó. Ok nha, thì bây giờ mình sẽ định nghĩa một cái mạng user. Mình định nghĩa để mình làm việc nha. Chứ không có lấy database ấy, lấy database làm việc mình sẽ chỉ sau. Username Dương. Rồi. Email. Rồi. Rồi một cái user nữa đi. Username. Username đi. Email. Có trong bài học không? Sơn.lê.com. Ok chưa? Format nó lại tí. Rồi, bây giờ mình sẽ có một cái hàm này là phải viết trong cái service nha. Thì bây giờ coi như mình viết trong service luôn để cho mọi người viết trong cái service cho mọi người thấy luôn nha. Thôi coi như mình viết trong service đây luôn đi. Rồi, const. Để tí nữa có một cái demo nữa. Cái hàm này là cái hàm get fetch on user, fetch user đi. Tức là mình đang muốn get từ database ấy. Shit, viết nhầm cái syntax bằng. Rồi trong hàng này nó sẽ trả về là return cái hàng user. Thế nha. Đấy. Bằng. Ok chưa? Rồi ok đúng không? Xong JSON mình sẽ trả cái hàng model. Đó, mình sẽ làm như vậy. Xem nó có bị lỗi gì không nhỉ? Không lỗi gì luôn này.
Rồi bây giờ mình sẽ có một cái thằng, mình sẽ mở một cái thằng này lên, nó sẽ có một cái thằng này. Đó. Thì mình định nghĩa đây sẵn rồi này, mình sẽ send một cái request, send request này không có thằng này. Mình sẽ get cái thằng danh sách user nha. Mình thấy mọi người nhìn rõ không? Này. Nó có hot duyệt 3000 à 8000 à. Thuật API và duyệt user. Method là get. Không có parameter. Rồi, ra ngoài cái thằng trình duyệt đi, ra ngoài trình duyệt cho dễ. Chết cha, để cái này ra ngoài. Này cho nó dễ đi. Rồi sang trình duyệt. Nó là phương thức get nên là ở đâu cũng được. Mọi người thấy không? Rồi qua cái thằng kia cho dễ nhìn nha. Cho thằng này cho dễ nhìn này. Đây, send một cái. Mọi người thấy không? Nó trả về này. Mình check user. Thấy chưa? Mặc định của mình ấy, mình sẽ xem cái code này. Cái này mình rest status, mình sẽ định nghĩa cái status của 200. Và mình muốn render ra dạng JSON. Thì có nghĩa là nó sẽ pass cái object của mình ra dạng JSON. Rồi nó respond trở về. Nó thay vì mình chấm render ấy. Mày hiểu không? Hiểu rồi đúng không? Tức là status code ấy, anh sẽ nhìn đây này. À, đây này. Đây, nó có nhiều cái status khác nhau. Not found hay gì đúng rồi. Đây này. Console này. Network này. Mình thấy không? User này. À, header là của cái đằng kia. Ồ, 200 này. Đây nó bị, ở đây nó hơi từ lưa, mình tà lao thế. Tại JSON đấy nó không có đúng. Đây này thì nó ở đây nó đúng hơn này. Nó sẽ trả về cái status code 200 này đây, thấy không? Nếu mà mình giả sử mình định nghĩa một cái status khác nha. Cái thằng browser có cái thằng JSON nó không đúng không? À, 404 nó found à? Đó, thì mình xem lại này. 404 not found. Not found thì vẫn có content được bình thường nha. Thì vẫn có body bình thường nha, nhưng mà cái not found rồi. Nó sẽ để hiểu là 404 not found như là những cái common rồi. Đó, nên là nó sẽ biết. Đó, mọi người thấy không? Rồi ok, thì mình sẽ xem được cái này. Vậy thì mình sẽ có rất là nhiều cái method khác nhau. Đó là get, post và push chẳng hạn đúng không? Cho từng cái việc khác nhau. Thì bây giờ mình sẽ phải thêm một cái nữa. Là cái thằng này post chẳng hạn đi. Post là mình sẽ create thêm một cái nữa chẳng hạn. Đúng chưa? Thì mình sẽ định nghĩa thêm một cái như thế này. Và lúc này mình sẽ có một cái là create user. Mình sẽ đưa cho thằng create user xử lý. Rồi thằng home controller sẽ định nghĩa thêm một cái hàm nữa, create user. À cái thằng create user đúng không? À, cái user à cái gì nhỉ? À quên, export á, mình export chấm create user bằng create user, ok chưa? Lúc này sau khi mà create xong mình sẽ respond trở lại cái user đấy đúng không? User bằng con user bằng cái gì đó mình chưa biết nhưng mình phải lấy từ cái thằng request. Đó lý do tại sao mình có hàm này. Rồi sau khi mình lấy được cái thằng user đấy rồi ấy thì mình sẽ add vô trong cái thằng mình sẽ có một cái hàm nữa. Add user đúng không? Rồi cái object đưa vào là cái thằng user. Ok chưa? Rồi lúc này mình sẽ user.add .push đây cái array mà. Một cái thằng user vô. Rồi xong đi xong mình sẽ return lại cái thằng user ấy vào. Mày hiểu rồi nhỉ? Return lại cái user mình vừa đấy. Vậy thì cái này mình lấy cái gì lấy mình chưa biết nha. Mình chưa biết mình lấy như nào nha. Response.status 200.json là cái thằng model, cái này gọi cái một cái model đi. À thôi chẳng trực tiếp vào cái user luôn nhá. Cũng được, không cần phải model gì hả? Rồi, thì chỗ này coi như mình đang có một cái username. Rồi chỗ này ví dụ như Tú Nguyễn chẳng hạn đi. Tại email là tu.nguyen@tunnes.com. Vậy nha. Coi như mình đã lấy được cái này từ trên cái thằng request và lấy được cái này từ request và mình chỉ có tạo và mình trả về thôi đúng không? Thì mình sẽ send một cái nữa, mình sẽ gọi, mình sẽ tạo thêm một cái request nữa.
Nhưng một cái request http create user method của mình lúc này không phải là get nữa là post. Hai chấm chút xíu nó có không to tí mọi người nhìn 2.8080 à set API set user rồi lúc này nobody thì tạm thời mình chưa có send gì lên mà mình chỉ send một cái request để mình xem response trở về nha. Rồi đúng không, nó trả về cho mình đúng rồi. Thì trong cái thằng get user mình send lại này, à chỗ này nó không có add vô đấy được, từ từ có thể nó không lưu vào cái tĩnh cho mình nhé. À, xem lại nó không lưu lại cho mình chẳng hạn, nó không lưu bộ nhớ cho mình nhé, nó không lưu bộ nhớ cho mình rồi, nó không lưu cho mình rồi, bởi vì có thể là cái này nó sẽ ấy, nó sẽ tạo lại. Rồi bây giờ sẽ làm như này cho nó dễ để mọi người xem nhé. Đây nó sẽ có một cái là gọi là cái thằng global global.user. À, mình làm như này đi để xem nó có add vô không. Global.user này thì nó sẽ cho mình tất cả luôn. API controller không dùng cái này nữa nha. Xóa đi. Và lúc này mình sẽ return global. Đây mình làm cái database thì nó dễ hơn, nhưng mà mình chưa làm cái database vội. Global.user.push không biết nó có được cho mình không. Qua lại cái thằng này, restart lại server đi. Rồi chắc anh rồi vẫn lấy bình thường đúng không. Rồi xem một cái. Rồi ok, quay lại lấy nó có không. Bạn không không cho luôn. Không cho luôn thì thôi kệ nó, coi như là mình đã add vô được rồi nha. Rồi ok. À mình cancel lock cái này cho dễ này. Mình biết này, để mình cancel lock này. Lock thằng user ấy ra. Để tí nữa mình biết là mình có lấy được cái từ cái client thật hay không ấy. Rồi, ok. New user. Đấy, user. Ok nha. Rồi, chỗ này. Chỗ này thì cái này nó chỉ get thôi mà đâu có post được đâu đúng không? Thì cái chỗ thằng này create user này, mình xem một cái đây này. Rồi xem lại cái lock nhá. Lock bên nào nhỉ? Lock bên nào nhỉ? Đây. Vừa create một cái new user đúng không? Thì cái vấn đề là bây giờ mình cái này là mình đang hạ code. Đây mình lấy từ client lên thì chỗ này nobody thì mình sẽ phải tạo một cái JSON. Cái post của mình là dạng JSON. Username chấm gì? À, Tú Nguyễn đi đúng không? Ủa, đúng có sai nhỉ? Email chấm không, rồi đổi đi, ví dụ quên đi, để cho đỡ nhầm lẫn nữa kia. Không tí nó nhầm lẫn kia chết. Quên đúng không? Rồi như vậy đấy, mình share lên thì lúc này nó vẫn chưa gì thay đổi cả bởi vì mình chưa lấy mà. Vậy thì làm sao để mình lấy được cái request đấy? À, hình dung, mọi người hình dung này nha. Ở trong Java web của mình thường vẫn làm ấy, thì trong cái thằng Spring Framework ấy, nó đã làm cho mình một cái filter và một cái parser, nó sẽ parse những cái text từ cái thằng request rồi nó parse ra cái thằng Java object để cho mình dùng. Vậy thì thằng này ấy, cái thằng nào làm cho mình như vậy? Trong Java mình thấy là à, nó đã làm sẵn cho mình rồi, trong cái framework làm sẵn cho mình rồi nhưng mình không có biết. Nhưng mà thực tế mình phải có cái như vậy. Thì trong cái thằng này nó sẽ có một cái nó gọi là cái thằng thằng body parser. Nên mình sẽ dùng cái thêm biện là body parser. Sao nó gọi là body parser? Bởi vì cái request của mình có hai thành phần. Thành phần thứ nhất là header và thành phần thứ hai là cái body. Vậy bây giờ mình phải parse dữ liệu từ cái body. Tức là mình parse cái này này. Mình bật những cái này ra một cái object cho mình này, JavaScript object cho mình này, đúng không? Vậy thì mình gọi cái đấy gọi là cái thằng body parser, đơn giản lắm. Rồi nó sẽ add thêm cái body parser này. Trong cái thằng body parser nó sẽ dùng thêm những cái thư viện này này. Đây, giống như khi add vô cái là biết ngay nó dùng cái nào à.
Rồi quay lại khi mình add cái body parser thì mình phải dùng cái body parser thôi, không có gì hết. Mình phải định nghĩa là mình đang muốn dùng cái body parser. Chỗ này là chỗ định nghĩa những cái thằng thư viện này. Body parser thằng require cái thằng body parser đấy. Rồi, cái chỗ này là cái chỗ mà rồi cho nó đúng chỗ cái định nghĩa những cái hàm tham số nào, chỗ nào chỗ require và chỗ nào chỗ khởi tạo tạo biến là sai đúng không? Nhìn nó rõ ràng nha, code mình rõ ràng, mình nhìn vô cái mình hiểu. Thì chỗ này ấy, body parser đúng không? Mình phải dùng nó chỗ nào đây? Rồi. Mình parse thì mình chỉ cần parse sau cái thằng kia là được rồi. Rồi. Đây. Body parser. Và cái code của mình là dưới dạng JSON nha. Đúng chưa? À, không không, cái này là object không phải là cái hàm. Đó. Nha. Thì app.use một cái nữa, nó là cái thằng quên mất rồi, để xem lại em nó dùng cái gì nữa. Chờ xíu nha. Mình chờ chút. Cắt. Có một cái thằng body parser nó encode đó. Tức là nó sẽ encode lại cái request của mình ấy, những cái request body của mình ấy nha. Cái encode nó lại thì thực ra encode hay không encode cũng được, nhưng mà khi sử dụng những cái từ tiếng Việt hay gì đó thì hơi cực. Nó sẽ không có biết được đấy là cái Unicode nha, nên phải encode và cái những ký tự lạ lạ ấy. Rồi ok, đây là hai cái mình cần để mình config cho cái thằng chỗ mà body parser đó. Rồi thì sau khi mình chỗ dùng cái body parser ấy thì tất cả những cái request này mình send lên thì nó sẽ chuyển thành cái JavaScript object và nó nằm trong cái thằng request chấm body. Nó nằm trong cái thằng request chấm body nha. Đấy. Rồi thì lúc này cái user của mình ấy không phải như thế này nữa, mà là request chấm body. À lộn, không có đâu nha, không có cái chuyện đấy đâu nha, không có chuyện đấy đâu nha. Thực ra nó là request chấm body luôn rồi ấy, nhưng mà mình không có làm như thế để nó khó hiểu. Chấm nhớ nhỉ, username rồi chấm body chấm gì email. Ok chưa? Thì lúc này còn show log ra nó phải là đúng đúng không? Được, nhưng mà em không muốn làm như vậy để cho nó đỡ bị confuse. Tại sao gắn body? Bởi vì giả sử trong này mình truyền lên nhiều cái thì sao chẳng hạn đấy, đúng không? Nên em không muốn làm như vậy, nó confuse ấy, dễ gây hiểu nhầm lắm. Thực ra gắn bằng đúng này được mà, tại vì cái body nó chỉ có thế thôi. Rồi chạy lại rồi tí mình xem cái log nha, xem cái request đã. Rồi, ê, nó trả về bảo hình nha, thấy không? Username bảo hình, email này. Rồi, thì chỗ này ấy, mình có một cái, thay vì dùng thế đấy, mình phải làm nhiều lần đúng không? Trở lại body một tí. Rồi, như thế này đi cho dễ đúng không? Đó, thực ra mình làm body được nha. Rồi, nhưng mà mình không có làm như thế nên nó không có hay lắm. User bằng request.user. Này ok hơn chưa? À chết lọt, body.user. Rồi nha, ok. Thì mình quay lại một xíu. Send gì nhỉ, send request. Vẫn ok, trả về ok, không vấn đề gì cả. Tức là mình đã làm đúng rồi đúng không? Rồi thì cái chỗ này tức là mình đang muốn lấy cái request từ cái thằng body của mình. Vậy thì mình mọi người sẽ thắc mắc à vậy thì nếu mà nó có một cái parameter trên này sao hỏi chấm sort bằng chất lọn, cái này là cái ấy mà, cái post mà, cái get đi. Vậy hỏi chấm sort bằng như này. Ascending thì sao?
thì làm sao để mình lấy được cái ascending này, đúng chưa? Thì cái nãy nó không, cái này nó không phải ở body mà nó ở query đó, thì cái UAL ấy thì nó gọi là cái đấy là cái query. Thì chỗ này mình cũng sẽ lấy là, mình sẽ lấy là cái thằng, cái đấy thằng cái sort đúng không, sort bằng request chấm query chấm sort thì nó chính là cái đấy. Để mình lấy ra request chấm query chấm sort nha, thì mình sẽ cắt solong nha, chấm query sort chấm sort, đúng chưa? Rồi thì sau đó mình lấy được cái này, mình muốn làm gì mình làm thôi. Xem cái lên qua cái thằng này xem cái con số đó vậy, thấy không đó. Rồi còn một cái nữa mọi người chú ý, thêm một cái nữa muốn lấy cái request nha, thì mọi người hình dung là get, đây là get cái danh sách user đúng không? Bây giờ mình muốn lấy một cái user nhất định thì có thể mọi người sẽ nghĩ đến là hỏi chấm cái user đấy bằng cái gì đúng không? Rồi duyệt này, xong rồi ví dụ mình duyệt này user, xong rồi hỏi chấm username bằng xyz gì đó đúng không? Thế nhưng mà có một cái khác đó là cái duyệt user này, xong rồi duyệt cái thằng username ở đây. Ví dụ hồi nãy mình có mấy cái object, cái object của mình có mấy cái ấy nhỉ, hai username vậy, được dương với username đúng không? Thì bây giờ mình có thể duyệt được dương là mình lấy ra cái user của mình như là gì nữa không? Thì user này vẫn là cái đường dẫn đấy, nhưng mà lúc này là có cái path này nữa, đúng chưa? Thì mình chen lên là cái này không có, không có cái nào, mình chưa định nghĩa mà, chưa định nghĩa cái này. Thì bây giờ mình sẽ định nghĩa này, mình sẽ định nghĩa cái route, vào định route mình định nghĩa API route đúng không? Router chấm get duyệt cái thằng user, vẫn là duyệt user đúng không? Duyệt duyệt, nhưng mà bây giờ nó là dynamic, không biết là user là gì luôn. Thì mình sẽ có một cái thằng wildcard, cái wildcard ấy thì nó sẽ là username. Mình bỏ cái đấy là cái username ấy. Rồi mình đưa cho thằng này xử lý get user thôi. Ok, phần trình get user thôi nha, không phải get user s nha. Thì trong này mình sẽ có một cái export.get user bằng get user. Rồi mình sẽ viết một cái hàm như vậy nữa. Get user thôi nha. User s là get list, còn user không phải get một cái scala value thôi. Rồi vẫn request response bình thường. Thì lúc này mình sẽ có một cái là global.user chấm foric à. Quên mất rồi, thôi viết bình thường đi. Không, nhưng mà return lại, nó không có return ở đấy. Không thì nhỏ hơn à, không có dùng qua global chấm user chấm dùng qua cũng được mà mình không muốn dùng được mà mình không có dùng theo sao chuẩn mới mình không có dùng cái đấy nhá. Để đây này cho nó ngắn gọn viết cho dễ hơn tí nhá. User đúng không? Chấm len. Viết theo đúng cái gì mình đã biết nha. Không có dùng cái khác nữa, mình viết theo đúng cái gì mình biết luôn. Mình sẽ if mà cái thằng user thứ y chấm username bằng bằng cái gì đó, đúng chưa? Thì bây giờ mình phải biết là cái đây mình sẽ có một cái biến này đi, thì mình sẽ return return cái gì nhỉ? Không phải return thì cái thằng con user bằng một cái không như vậy là có thể thay đổi được user đúng không, bằng một cái null undefined đi, chưa có gì cả. User lúc này bằng cái gì nhỉ? User thứ y, đúng chưa? Còn nếu mà không có thì lúc này user của mình là vẫn bằng undefined đúng không? Vậy thì mình sẽ trả lời cho cái thằng trình duyệt ra làm sao. Nếu mình tìm thấy user ấy thì mình sẽ trả lời cho trình duyệt là if mà user thì mình sẽ trả lời cho trình duyệt là res.status 200 và mình trả ra cái thằng user đấy luôn. Còn ngược lại else thì mình res status
400 và không cần content luôn. Hoặc là mình sẽ báo lại nha, mình báo lại cái message nha. Message could not found the user that who have a username. À bây giờ mình quên mất mình dùng cái này, không nên là đó. Cái thằng gì URNM đúng không? Thì cái này mình chưa có định nghĩa, đúng chưa? Thì bây giờ mình phải lấy mình phải lấy từ cái thằng client đúng không? Request đúng không? Thì cái request của cái thằng đấy là nghĩa là sao? Cái request của cái thằng này thì mình lấy như thế nào? Thì mình lấy như thế này này. Param chấm mình đặt nó là cái gì? Ở đây mình đặt nó là cái gì? Mình đặt trong cái thằng Hebra mình đặt username luôn đúng không? Thì trong này mình cũng lấy y chang như vậy thôi. Mình đặt là cái gì bây giờ mình lấy cái đấy. Thì lúc này cái thằng const URNM bằng, mình hiểu chưa? Mình gọi cái này được đúng không? Thì bây giờ mình sẽ trả ra này. Vậy là mình sẽ tìm được cái user đấy và cái thằng này. Quay lại cái này chạy nha. Xem lại nha. Không. Cannot get. Không có cái thằng API set user lực dương đúng không? Đó là không có luôn đấy. Quay lại cái thằng API route để xem đúng không nha. Set user. Get user đúng không? Em có lỗi gì không? Không lỗi gì đúng không? Rồi. Lực dương. Đúng nhỉ? Set API đúng không? Đúng mà đúng không? Rồi có. Chắc là nãy nó bị không. Thấy không? Nó sẽ trả về này. Vậy bây giờ mình đưa một cái user nào đó, ví dụ như là ABC đi chẳng hạn này. Đấy. Xem. Thấy không? User set ABC. Could not found. Đúng chưa? Đó. Vậy là bây giờ mình hiểu chỗ này rồi, đúng không? Vậy là sẽ có ba cách mà mình send một cái dữ liệu lên trên cái thằng server. Cái thứ nhất là theo một cái thằng query, là hỏi chấm cái key bằng value ấy. Cái thứ hai là cái thằng wildcard này, dạng như này. Còn cái thứ ba ấy, là cái thằng body và dạng JSON. Như vậy là xong rồi, nhìn đó. Một cái web này chỉ cần có như vậy thôi. Đúng không? Một web đơn giản chỉ có như vậy thôi. Thì mọi người sẽ thấy như thế này nha. Mọi người sẽ nhìn thấy cái code này. Get user như này, get như này, đều giống nhau. Thì mọi người có một cách viết khác, có một cái viết khác để gọn hơn. Route set user. Rồi, thế nha. Get. Rồi mình đưa cái thằng method mình cần xử lý vô. Đúng chưa? Rồi cái post. Ok. Là đưa cái thằng này vô. Post create. Put. Đúng chưa? Delete. Cách đằng kia. Thấy không? Thay thế cái này. Không phải viết dài dòng như này nữa. Đơn giản không? Cái này nó đơn giản đúng không? Nó đơn giản rất là nhiều. Thì tại sao như vậy? Khi mà cái thằng vậy, cái thằng route.get này nó trả về cái gì? Thằng route này đấy, sau khi mà nó gọi cái hàm route, thì trong cái hàm route nó sẽ trả về cái đối tượng là router. Thì route, đối tượng router đúng không? Thì nó sẽ vẫn phải trả về cái, nó trả về cái này thì chắc chắn nó sẽ gọi tiếp hàm get được rồi. Thì trong cái hàng router có hàm get mà. Thì tiếp tục hàng get này nó làm gì đó xong rồi, nó lại trả về cái router tiếp. Nên nó sẽ gọi nhiều lần như này được. Đó, nên là như này, đơn giản thôi mà đúng không? Có một cái gì đó là cái thằng. Ngoài ra ấy, thì nó có một cái thằng on này ấy, thì tức là nó sẽ xử lý tất cả luôn. Tất cả các cái method luôn. Thì làm như vậy không có tốt. Bởi vì sao? Trong này ấy, thì mình sẽ phải kiểm tra này. Khi mình gọi cái hàm này ấy, mình sẽ phải kiểm tra xem nào. Trong này ấy, mình sẽ if và cái thằng mình sẽ phải điều hướng ra if mà request.method bằng cái gì đó bằng get đúng không? Thì mình không có nên làm như này, nên là cái thằng on này gần như là không có bao giờ mình dùng. Cái thằng on này gần như không bao giờ mình dùng. Đó. Thì nó còn một cái.
boot delete, boot delete đó. À. Là sau đó nó cũng trả về giống như không, nó chỉ là như thế này. Nó vẫn là gọi một cái hàm bình thường thôi, nhưng mà nó sẽ có bốn cái method, bốn cái method chính. Cái thứ nhất, mọi người biết cái bốn cái method chính không? Get, post, put, delete. Ngoài ra nó còn cái option nữa. Thế nhưng mà bốn cái chính này, get là để get dữ liệu này, post là để mình thay đổi, mình tạo mới dữ liệu này, put là mình thay đổi dữ liệu này, delete mình xóa đi. Thế nó chỉ định nghĩa bốn cái đấy, còn một cái restful thôi. Restful nha, mọi người dùng trong cái này này, có đề cập đến này. À đâu nhỉ? À, RESTful API này, ở JSON này, đúng chưa? Thì cái chỗ đấy ấy, ở trong cái bình thường mình dùng mình chỉ get với post thôi, mình không quan tâm đến cái post. Thì tại sao lại như thế này? Bởi vì mọi người hình dung này, trong cái đường dẫn của mình ấy, mình sẽ có như này, get, mình sẽ hình dung là mình sẽ định nghĩa này, get on user. Đây là một cái đường dẫn này, mình muốn lấy tất cả user này, create user, đúng không? Rồi update user, rồi này, rồi đúng không? Xong mình sẽ tạo thêm một cái nữa là delete user. Mình phải tạo bốn cái, mình tạo bốn cái đường dẫn khác nhau, đúng không? Tại bốn cái action khác nhau mà. Thế nhưng mà không cần thiết, nó bảo là à, cái thằng resource này nó bảo không cần thiết như vậy. Mình chỉ cần định nghĩa một cái đường dẫn bất kỳ, một cái đường dẫn nhất định thôi, duy nhất thôi. Nhưng mà mình sẽ define ra bốn cái method khác nhau, đó. À thì trong này nó bảo khi mà nó send một cái request lên, nó luôn luôn có hai cái kiểu, hai cái đó là cái thằng request header và cái body. Ngay như cái lúc đó em nói không, thì trong cái header ấy nó sẽ có một cái property là method, thì mình phải định nghĩa là cái method mình truyền lên, mình code lên là cái method gì. Thì mặc định mình không nói gì ấy thì nó là get. Còn khi mình nói là à, đây là cái này là post này, thì cái này là put này, cái này là delete này, thì trong cái form của mình cũng vậy. Ví dụ mọi người sẽ thấy là trong cái form của mình này, đúng không, thì nó có một cái action bằng, thì mọi người hay đẩy post này, mọi người không có đẩy những cái khác nữa, mọi người có thể là put. Thì tự động khi mình nhấn submit ấy, thì cái form mình sẽ định những cái request header của mình ấy, method là put. Và cái put, post, delete là nó trả về cùng kiểu đúng không? Tức là nó chỉ là cái method để nó phân biệt được thôi. Nó method để nó phân biệt được cái action người dùng muốn là gì thôi. Còn tất cả mọi thứ đều giống nhau hết, hiểu không? Tất cả mọi thứ đều giống nhau hết, nó chỉ là cái request, nhưng mà nó phân loại ra để biết được rằng mình đang muốn làm cái gì thôi, hiểu không? Thay vì việc mình làm phải bốn, tạo ra bốn cái như hồi nãy này, tức là mình đang muốn làm bốn việc chứ còn gì nữa, đúng chưa? Thì là bốn function. Thế nhưng bây giờ mình sẽ định nghĩa là bốn hàm, bốn cái method khác nhau, bốn cái phương thức khác nhau ấy, nó chỉ định nghĩa ra thôi, nhưng mà cùng một cái request. Có thể tách ra, nó giảm thiểu tối đa lại những cái request của mình ấy. Đây mình đang muốn làm việc trên user thì có bốn cái chính: insert, update, delete và get, đúng chưa? Đúng không? Thì bây giờ mình muốn get một cái user bình thường thì mình xóa lại đi. Đây là, nó định nghĩa là s có nghĩa là list, còn không s nghĩa là một cái thằng record nhất định thôi. Đó. Đây là cách cái, mấy cái quy tắc đơn giản mà nó ở trong cái hàng RESTful đấy. Thì mình làm cái gì cũng vậy, nó chỉ có... Em nói bây giờ nếu mà em dùng bot trong cái em dùng delete cũng được đúng không? Ừ, giờ... thực tế là mình... Thì... Đấy đấy, trong cái post thì mình quay lại như này cũng được. Thế nhưng mà mình đâu có ai mà làm cái kiểu mà delete lại đi create đâu đúng không? Thực ra nó làm như này để nó phân biệt cái action như mình thôi. Chứ còn tất cả mọi thứ là giống nhau. Mình đây là mình gọi cái hàng delete đúng không? Thế nhưng mà mình đưa một cái hàm create cũng được, không có gì cả. Mình chỉ là phân loại cái method của mình thôi. Chứ mình muốn làm gì cũng được. Hiểu không? À. Đúng không? Mình muốn làm gì cũng được, nó chỉ là phân loại cho mình thôi nha, chứ cái method nó không có định nghĩa là thay đổi cái gì cho mình cả. Nó chỉ là phân loại cái action cho mình thôi. Với lại hình như cái get là chỉ để sập thì nó kiểu get mình thay đổi dữ liệu cũng được. Hiểu không? Nếu mà mình xem một cái get request thì mình thay đổi dữ liệu cũng được. Thế nhưng mà nó đã định nghĩa như vậy thì tức là mình cố gắng mình tuân theo cái tiêu chuẩn của nó để mình maintain nó dễ. Mình đọc một code thể nó dễ, chứ bây giờ mình get mình đưa dữ liệu lên rồi, mình lấy dữ liệu thì mình insert hay update gì đó là tùy mình. Mình delete cũng được cơ mà. Mình gọi get mình delete cũng được cơ mà.
Khi mà nó làm như thế nó làm cho mình rối ra. Những người nào người ta vào sau người ta điệp lớp người ta không biết làm đang làm cái gì cả. Đúng không? Nên mình phân loại lại cho dễ. Thì bây giờ mình comment này lại và mình không có này nha. Mình xem cái này lại. Xem lại test lại xem có đúng không thôi. Mình test lại kết quả cuối cùng cũng đúng không thôi. Nó vẫn như vậy, đúng không? Không có gì thay đổi cả, tại vì nó cùng cách thôi. Rồi, như sau này. Đúng chưa? Đấy, hiểu không? Thì trong Java mình cũng vậy thôi, cũng vậy. Thế nhưng mà của cái này mình đang phân tách, mình chỉ có dùng hai method là get và post. Nên là mình phải phân ra rất là nhiều cái action. Một cái request khác nhau, mình phải tạo ra rất là nhiều cái request khác nhau. Đó, một cái request nhưng một cái method khác nhau nó sẽ khác, nhưng mà phải tạo ra nhiều request khác nhau nó sẽ khác. Create, update, delete, get cái này, get cái kia. Thì cũng khá là cực. Đó, mọi người hiểu không? Khá là cực ở chỗ đấy. Mình sẽ quy lại cái này thì nó sẽ dễ hơn. Đó là cái ưu điểm của cái RESTful API ấy. Thì sau này người ta sẽ dùng cái chuẩn này, nó ra cũng từ lâu lắm rồi nhưng mà nó phổ biến cũng khoảng không có lâu lắm, phổ biến mấy năm gần đây thôi chứ không có lâu lắm đâu. Thì nhưng bây giờ thì cái quy chuẩn này ấy nó cũng bị đè bẹp bởi một cái quy chuẩn khác, là nhưng mà vẫn phổ biến nha, bây giờ nó vẫn dùng nhiều, rất là nhiều nha, không ai thay thế cái này nha, không ai thay thế, nhưng mà nó đang bị đè vào một cái khác, đó là cái thằng GraphQL. Thì sẽ có một thời gian có gì sẽ chỉ cho mọi người cái đấy sau, nhưng mà cái này là cái quan trọng. Cái RESTful này rất là nhiều người sử dụng và luôn luôn sử dụng. Đó, rồi ok. Thì đây là cái phần cuối cùng rồi. Đó, phần cuối cùng của cái session ngày hôm nay rồi. Thì cũng đi hơi lố nhưng mà đã tiện rồi, chỉ cho mọi người kỹ một tí nha. Thì trong cái phần tiếp theo thì chỉ cho mọi người làm sao mình để sử dụng cái connected database. Thì có những MySQL thì nó đại diện cho cái dòng relational database rồi, đúng không? Thì cái dòng tiếp theo đó là cái thằng Mongo thì nó sẽ đại diện cho cái thằng MongoDB, nó sẽ đại diện cho thằng NoSQL. Thì hai cái. Thì thay bằng MySQL thì mọi người có thể dùng những cái khác, ví dụ như là Postgres hay là cái SQL Server hay là Oracle. Thì mình chỉ thay cái driver thôi. Thì là cái tiếp theo mình sẽ chỉ. Rồi. Thì hình như là cũng là hết rồi đúng không? Mọi người có cái hỏi cái gì không? Đó, mọi người có thắc mắc gì không? Có cái phần nào khó hiểu gì không? Còn hỏi cái ví dụ như mình tạo cấu trúc này là mình tự tạo đúng không? Ở trong cái Express nó có Express Generator, mình có nên dùng không? Generator nó tạo ra những cấu trúc y chang vậy luôn á. Mình có nên dùng đó? Mình dùng cũng được. Kinh nghiệm dùng nhiều thì có nên dùng hay tự tạo giống? Mình dùng cũng được. Thế nhưng mà sau đó thì em sẽ chỉ cho một cái, em sẽ chỉ cho cái này. Nó sẽ dùng một cái boilerplate, tức là một cái template nó có sẵn hết rồi. Nó sẽ làm cho mình hết. Thì cái kia nó chỉ tạo cho mình cái cấu trúc thôi. Thì nó chỉ thêm. Đó, để làm mình sao mình develop nhanh nhất. Nhưng mà bây giờ nếu mà đến cái thời điểm hiện tại mọi người biết cái kiến thức này rồi ấy, thì mọi người cũng có thể tự tạo cho mình một cái web bằng Node.js. Thì chắc chỉ khoảng tầm một ngày mọi người cũng có thể làm xong được cái giới thiệu về bản thân rồi. Đúng không? Đơn giản mà. Thì mọi người có thể ví dụ như là cái thằng nào đó, ví dụ bây giờ nó đang săn đầu người rất là nhiều, thì nó có thể lên cái website của mình và nó pull cái download cái thằng cái CV của mình về chẳng hạn, hoặc là nó sẽ input mấy cái contact, cái thông tin vào trong cái contact form của mình, nó send cho mình, nó gửi mail cho mình, hiểu không? Thì nó làm như vậy thì cũng làm cho mình chuyên nghiệp hơn một tí, là mình có cái personal page trong web lục dương đó, trong web hả? Lên nào template đẹp đẹp. Lên nào template đẹp đẹp mình thôi. Nhưng mà em bỏ rồi. Ôi chăng kêu mọi người làm rồi. Đâu ý em thôi, nhưng mà em bỏ rồi, chỉ cần cái này thôi. Nhưng mà tại lười làm, hiểu không? Thì mọi người có thể làm một cái bất kỳ. Thì trong cái thời gian, cái này nó sẽ tiết kiệm thời gian rất là nhiều. Thì nếu mà mọi người muốn biết thêm một xíu thì mình sẽ chỉ cho mọi người thêm về cái chỗ mà làm sao để mình deploy lên một cái trang web và mình chạy luôn, nhưng mà chắc cũng hơi trễ nên là để sau mình hỏi, có cần gì mình hỏi thôi, mình sẽ deploy cho keyword gì cũng được. Mọi người search thêm vào cái này nhá, nếu rảnh thời gian search cái Heroku để nó deploy, nó là một cái site để nó deploy vậy. Nó là một cái thằng server giống như hosting ấy,
mình có thể deploy những cái web của mình lên trên này. Sau khi mình làm cái đằng này xong, mình có thể deploy trên này. Nó miễn phí hay sao? Miễn phí. Miễn phí cho những cái mà miễn phí cho những cái đơn giản thôi nha. Còn như ví dụ như cái dự án production của bọn em ấy là đang chạy là tới 50 đô một tháng ấy. Hay tùy theo cái mục đích của mình, nhưng mà đã, mình dùng miễn phí cho những cái cơ bản đơn giản. 50 đô. Có bao nhiêu mình thôi mình lại cho cái production rồi mà. Nó là production. Thì à, mọi người nốt lại giúp mình nha. Thì bữa sau có thể mình sẽ chỉ thêm một tí về thế nào là gì ta. Là cái thằng quên trang mất là gọi là gì. À, khi mà mình phân chia ra cái thằng dev và cái thằng production là tại sao mình lại phân chia ra như vậy. Và có một cái nữa là cái test. Đó. Thì trong vòng 3 tuần, à 2 tuần mình sẽ chỉ thêm cho mọi người cả về cái làm sao để mình viết một cái unit test. Bây giờ mình chỉ làm này nha, nhưng mà cái unit test của mình ấy, cái unit test của mình rất là quan trọng. Cái tất cả các dự án của mình không có một cái nào là cái unit test. Nhưng mà nó rất là quan trọng. Bởi vì sao? Giả sử như mình viết một cái hàm logic bất kỳ rồi, mình chạy một cái unit test ok rồi. Thế giả sử như một cái thằng nào đó nó bảo làm nó debug. À nó sửa cái function đấy, nó liên quan những function khác, nhưng mình không biết rằng, mình không để ý được rằng nó liên quan những function khác. Vậy thì làm sao? Tức là nó làm thêm một cái mới, hoặc là nó sửa một cái hàm nào đó, thì nó phải test lại tất cả những cái hàm khác. Thì đấy có phải là một cái điều rất là kinh khủng không? Thế nhưng mà nếu mà mình không test, giả sử nó gây ra lỗi thì sao? Nó gây ra lỗi không biết luôn ấy, không ai biết được cái điều ấy, không ai đảm bảo cái điều đấy, thì chuyện gì xảy ra? Thì mình viết tất cả những toàn bộ những cái như test trước, đúng không? Mình mất thời gian ban đầu thôi, nhưng mà sau khi mình test rất là dễ. Nó làm xong cái đấy, trước khi mà nó đẩy code lên, trước khi mà deploy, thì nó sẽ chạy cái unit test. Nó thấy là nó chạy hết cái unit test một lần nữa. Cái nào ok hết, tức là thằng ấy viết chuẩn rồi ấy. Nhưng mà nó gây ra một cái lỗi gì đó, nó sẽ báo là à, cái này không có đúng. Mọi người hiểu không? Thì tức là mình không có phải ngồi mình test lại toàn bộ những function, bởi vì cái project của mình có cả ngàn function chứ đâu có ít đâu, cả triệu function cũng có luôn đấy chứ. Đúng không? Unit test cũng có thể test cái business. Mình có thể test theo dạng function hoặc là test business gì đó. Đó, tester nó còn có thể làm này. Nó test dưới dạng mà cũng có, thế nhưng mà nó có viết những cái test case dưới dạng automation test thôi. Đó thì nó cũng viết cái đoạn script như vậy. Nhưng mà sẽ chỉ theo cho mọi người như vậy. Nhưng mà nếu mà mọi người làm không cần biết như thế nào, cố gắng viết unit test. Cố gắng viết unit test thì đấy là một cái lợi thế. Thì có những trước đó viết những dự án lười, viết nhanh, không viết unit test thì nó gây ra những cái kinh khủng lắm. Nó làm cho cái Tín biết là Tín nào, Tín xem mà. Rồi Tín xem mà những cái tình huống kinh khủng nào. Mình làm đúng hết cái hàm mới của mình rồi, chạy đúng hết rồi, nhưng mà tự dưng vô tình nó đập vào cái dữ liệu khác của cái thằng khác. Thế là chết thằng khác luôn. Đấy đó. Thì cái bữa hôm nay thì nó như vậy thôi. Mọi người có hỏi gì không, có thắc mắc gì không thì thắc mắc luôn. Có chỗ nào mà không hiểu không? Giới thiệu qua cái chỗ Insomnia. Cái thằng nào ấy? Insomnia. À, Insomnia. Cái đấy à? Cái thằng này đúng không? Insomnia đúng không? Thì cái này ấy, anh hình dung là bình thường anh send request anh send bằng cái thằng browser. Đúng không? Browser giống như này này. Đó. Thì cái này nó cũng việc là nó send cái request cho mình. Đúng không? Nó cũng chỉ là việc cái send một cái request và nó nhận lại cái response cho mình xem cái response thôi. Đó. Nó là gọi là cái API client đấy. À có, à, em có gửi cho mọi người cái thằng ấy anh xem chưa? Đây này. Đây này. À, em sẽ từ từ. Ở đâu có ở chỗ nào biết làm chưa? Từ từ, em có gửi link mà. Lát gửi lên lại coi trôi. Nhanh trôi đó, gửi lại cái lên đó để. Bỏ à? Bây giờ đi xong học ai bỏ qua Slack không? Có từ từ chịu ngồi nhau. Thì đây nhá. Git info. Cái này này. Đây là cái link của mình này. Thì mọi người chỉ clone về cái xong. Mỗi một lần mà xong cái bài học thì mọi người chỉ pull git source code về. Thì mình sẽ đẩy lên đấy thôi. À, ví dụ trong trường hợp này sẽ đẩy lên này rồi nhá.
CI là commit đấy. Không chơi. Thì sau này ấy thì chỉ mọi người thêm nên mình alias lại thôi. Không có để cho nó nhanh. Cho nhanh này. Đó 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 đó. Thấy không? Thì mọi người lên pull lên về là thấy. Thì sau này sẽ chỉ cho mọi người là khi mà commit này ấy, này nha. Thì nó sẽ chạy một cái script để nó check lại xem cái code của mình đã code đúng chuẩn hay chưa. Và nó sẽ chạy cái unit test một lần xem là nó đã pass cây của mình hay chưa. Nếu mà mọi thứ nó ok thì nó mới cho mình đẩy lên, còn không vĩnh viễn không bao giờ nó cho mình đẩy code lên. Ồ có ra nó không? À. Thế là sau này mình sẽ chỉ cho mọi người. Cái tích trong Git nó hỗ trợ cái đấy. Nên là sau này mọi người có điều kiện thì mọi người sẽ tìm hiểu sơ. Thì sau này mình chỉ sẽ nhanh hơn. Tức là có trường hợp như thế. Bởi vì sao nó muốn ràng buộc cho cái thằng dev của mình ấy, trước khi hoàn thành cái task của mình ấy, là toàn bộ code của anh là phải đúng chuẩn. Chấm phẩy hay là cách hay khoảng trống thì anh cũng phải đúng. Chứ không có được cái chuyện anh sai khoảng trống. Đó vậy thì toàn bộ cái code của mình nó đều theo một cái code invention cái gì nhỉ? Cái gọi là cái gì nhỉ? Convention hay gì nhỉ? Convention. Convention ấy. Nó phải theo một cái chuẩn của mình đã định nghĩa ra từ đầu. Nên là anh không được thì vĩnh viễn thì không bao giờ anh đẩy code lên được, và anh không đẩy code lên được thì tức anh không hoàn thành task. Nên là bắt buộc anh phải làm theo đúng chuẩn. Ai em để public? Public anh chỉ clone vậy thôi, anh không thay đổi lên được. À, Sky có thì mình đẩy mọi người đấy. Rồi rồi, thì mọi người có thể lấy lên đấy nha, đẩy hết code lên luôn rồi nha. Tại vì xong code trực tiếp ở đây xong rồi đẩy lên luôn rồi đấy. À. Thì mọi người có thể tự làm. Nhưng mà hình dung à cái này có những cái máy là đúng rồi, bởi vì là mình đang làm ấy mà, đang cái, làm này. Cái TIG là cái gì là cái đấy. À, không cái đấy. Cái tích này ấy, nó là cái plugin để mình xem dưới dạng cái graph này thôi, xem cái commit của mình dưới dạng cái graph này. Thì nếu mà mọi người làm mà code mà như muốn làm cái developer mà good code một xíu ấy, làm cho cái thao tác của mình nhanh ấy, thì tốt nhất là dùng Gemini. Nó sẽ làm cho mọi thứ của mình sẽ trở nên nhanh chóng một cách kinh khủng. Các không thể biết được. Gõ thêm chữ tùy, gõ thêm chữ tùy, ngồi nhìn nó bó lại, nó biết không, mình làm gì luôn. Đúng không? Thì mình dùng comment like quen rồi, nhưng mà người có bao nhiêu đấy. Thì bây giờ, có ai hỏi gì không? Nếu mà không hỏi gì nữa là xong. Thì nhưng mà mọi người có hiểu hết về cái nội dung của cái này không? Hiểu hết nội dung rồi đúng không? Thì nó cũng khá đơn giản, cái cấu trúc của mình chỉ đơn giản như vậy thôi. Chỉ đơn giản như vậy thôi nha. Không có gì phức tạp. Như cái service thì mình tạo thêm cái service, mình xử lý business trong này. Nó dễ. Hôm sau là đến phần service đúng không? database. Thế em chỉ thêm vào cái service và cái model như thế nào, database như thế nào. Thì có một cái lưu ý là mọi người đừng bao giờ làm như này nha. Một cái lưu ý nhỏ trước khi kết thúc này. Chết cha tự nhiên không có lưu ý này vào. Một cái lưu ý nhỏ. Một lưu ý nhỏ mọi người phải cần ghi nhớ này. Chết cha. Route. API route. Thì ở đây ấy, mọi người có thể viết cái hàm như thế này. Mọi người có thể viết cái hàm như thế này. Một cái anonymous function như thế này. Mọi người viết trong này bình thường. Đừng bao giờ làm như thế. Hãy tách cái code của mình ra. Những cái nào nó chỉ làm như cái đấy thôi. Cái route ấy, thì chỉ định nghĩa route thôi. Đúng không? Cái controller thì phải định nghĩa rõ là cái controller nó chỉ nhận cái request từ cái client. Nó xử lý cái request thô. Nó xử lý những cái dữ liệu thô. Sau đó nó đưa cho cái thằng service xử lý. Nên là đừng bao giờ viết cái logic ở trong cái hàng controller. Đúng không? Cái này là không có đúng, cái này không có đúng. À đâu, cái này thì đúng rồi, bởi vì nó nhận cái request thô, nó xử lý cái request thô thôi. Thì không có là gì. Nhưng ví dụ như mình if else cái này thì ra làm sao, cái kia ra làm sao ấy, thì mình đang viết logic ấy, thì không bao giờ được viết trong này. Bởi vì cái này nó chỉ nhận cái request thô và nó trả về cái hàng view cho mình thôi. Nên là đừng làm cái việc viết logic trong này. Và cái thằng service ấy thì nó cũng chỉ gọi sao đâu, nó chỉ viết nó chỉ là xử lý business thôi, chứ nó không có execute với database, execute query nó sẽ ra cho một đằng khác xử lý, nó chỉ call thôi. Mình phải phân biệt như vậy thì, đúng rồi, mình phân biệt như vậy thì nó code của mình nó rõ ràng, mà không bao giờ mình phải mất cái thời gian để mình tìm hay mình đọc hiểu gì sau này mình maintain. Vừa với mức tượng chỉ service thôi. Đúng rồi. Hoặc là viết con công sau này nó vô đọc nó nhảy qua những bài đọc tài liệu. À, đúng rồi. Thì ví dụ như hoặc như thế này chẳng hạn, mình có thể viết như thế này. Thì đúng là muốn coi logic thì quay xuống service. Đúng không? Mình có thể viết như này, nhưng mà tốt nhất mình sẽ định nghĩa những cái hàm private như thế này, sau đó mình import ra chỉ cái tên hàm này thôi.
thì mình có thể thấy là à mình có những cái hàm nào và mình đã export ra những cái nào, đúng không? Mình muốn xem nên mình chỉ cần xuống cuối cùng mình xem là mình đã export ra những cái nào ra cái nào thôi, đúng không? Thế thôi, đơn giản thôi mà. Và nhớ luôn là request và response, thế nhắc lại những cái đấy và là hết rồi. Để tôi xem có cái gì trong này không đẩy lên list status mà. Rồi, không có gì thay đổi cả. Rồi, ok. Thế là kết thúc cái bài ngày hôm nay rồi. Rồi, ok. Có gì mọi người cứ nhắn trên group nha. Rồi, xong.